chàng rể đại gia. Chu Dương. Chương 981, đề cao tên tuổi của Võ Hoàng. Lần này Hứa Phụng Thiên và Hứa Phụng Quân thật sự có nỗi khổ mà không nói được. Muốn chết cũng không xong. Nhưng hai người biết nếu có thể, mình nhất định phải sống tiếp. Không vì điều gì khác, cho dù thế nào thì nhất định cũng phải để lộ tin Chu Dương là hoàng đế võ giả ra ngoài. Hứa gia nhất định phải cân nhắc thật kỹ kế hoạch đối phó với Chu Dương. Đó là hoàng đế võ giả đấy. Dù chuyện này xảy ra ở bất kỳ gia tộc nào thì cũng nên xử lý một cách thận trọng. Các ông nói dù là hoàng đế võ giả cũng phải quỳ xuống à, chính là như vậy sao? Chu Dương ngẩng đầu nhìn hai người họ rồi nói tiếp, các ông thật sự hiểu rõ về hoàng đế võ giả ư? Lẽ nào Hứa gia chẳng có nổi một hoàng đế võ giả? Đây là vấn đề Chu Dương quan tâm nhất. Không sai, Hứa Phụng Thiên và Hứa Phụng Quân chỉ là mấy con tôm con tép, Chu Dương hoàn toàn không để ý đến họ. Đối thủ của anh cũng chưa bao giờ là hai người này mà là cả Hứa gia. Thế nên trong Hứa gia có hoàng đế võ giả hay không, là điều rất quan trọng. Nếu Hứa gia thật sự có hoàng đế võ giả, vậy Chu Dương phải cẩn thận hành động. Bản thân là hoàng đế võ giả, anh biết cảnh giới này khủng cây S.E.O. ta đến mức nào. Hơn nữa vì Chu Dương vừa trở thành hoàng đế võ giả nên anh biết nếu có một người có thể dựa vào cố gắng và thiên phú của mình để trở thành hoàng đế võ giả, vậy đó chắc chắn là sự tồn tại khủng cây S.E.O. ta, ngay cả Chu Dương cũng không chắc có thể đối phó được. Mặc dù cùng là hoàng đế võ giả nhưng Chu Dương một bước đạt được cảnh giới này, còn người ta đi lên từng bước một, dĩ nhiên cách biệt giữa hai người không thể so được. Bởi vậy Chu Dương luôn để tâm đến Hứa gia. Anh thả Hứa Phụng Thiên và Hứa Phụng Quân xuống để họ có thể nói chuyện. Họ mãnh liệt một hồi, cuối cùng Hứa Phụng Thiên cũng có thể nói. Này nhóc, tôi không ngờ cậu có thể trở thành hoàng đế võ giả. Nhưng cậu nghĩ như vậy là cậu có thể đấu lại Hứa gia ư? Hứa Phụng Thiên không phục nói. Hứa gia quả nhiên vẫn còn giấu con át chủ bài. Chu Dương gật đầu, không hề tức giận. Thay vào đó anh nói, xem ra ông vẫn có chút hiểu biết về hoàng đế võ giả. Tôi hơi thất vọng khi thấy biểu hiện ban đầu của các ông, tôi nghĩ các ông chưa bao giờ thấy hoàng đế võ giả, thế nên tôi mới nói chuyện mạnh miệng như vậy. Bây giờ nghe ông nói vậy hình như không giống nhỉ. Vậy Hứa gia các ông có hoàng đế võ giả không? Hừ, cậu tưởng như vậy là cậu có thể buộc tôi nói ra sao? Hứa Phụng Thiên hừ một tiếng, đừng tưởng tôi không biết cậu định làm gì. Xem ra dù cậu đã trở thành hoàng đế võ giả nhưng cũng không chắc có thể đối phó được với Hứa gia. Điều này là đúng rồi đấy, cậu đừng nên kiêu ngạo quá. Tuy tôi biết cậu đang giả vờ với tôi nhưng tôi cũng không sợ nói cho cậu biết Hứa gia quả thật không có hoàng đế võ giả. Nhưng Hứa gia chúng tôi cũng không coi hoàng đế võ giả ra gì. Là một gia tộc ẩn dật hơn 1.000 năm, hướng phát triển của gia tộc chủ yếu dựa vào võ lực. Người bình thường không thể tưởng tượng nổi tình hình bên trong của Hứa gia. Thực lực của họ đã đủ mạnh, dù không có hoàng đế võ giả nhưng cũng hoàn toàn có thể không quan tâm đến một hoàng đế võ giả. Nghe thấy vậy, ánh mắt Chu Dương lộ ra vẻ thích thú. Điều này rất thú vị đấy. Không có hoàng đế võ giả nhưng lại có thể đấu lại một hoàng đế võ giả. Anh ngược lại muốn xem rốt cuộc Hứa gia có cách gì. Tốt lắm, tôi cực kỳ hài lòng với câu trả lời của ông, do đó tôi quyết định không giết ông nữa. Chắc ông rất muốn sống, sau đó nói với Hứa gia chuyện tôi đã trở thành hoàng đế võ giả. Vậy ông cứ nói đi, để Hứa gia các ông chuẩn bị cho tốt, sớm muộn gì cũng có ngày tôi sẽ tìm đến cửa gia tộc các ông. Chu Dương tràn đầy tự tin nói. Nếu Hứa Phụng Thiên đã biết anh đang muốn moi bí mật của ông ta còn thẳng thắn nói ra, vậy Chu Dương cũng không kém cạnh, dù anh biết bây giờ giết Hứa Phụng Thiên có thể đỡ được rất nhiều phiền phức nhưng anh vẫn quyết định tha cho ông ta. Hứa Phụng Thiên và Hứa Phụng Quân hơi kiêu ta xiết động, chỉ sợ Chu Dương sẽ không giữ lời nên nhanh chóng bỏ dậy chạy mất hút. Sau khi rời đi, họ lập tức tung tin Chu Dương là hoàng đế võ giả ra ngoài. Đến lúc này cả thành phố Đông Hải đều đã biết bí mật không còn là bí mật này nữa. Tôn gia, Đinh gia và những gia tộc trước kia lựa chọn đứng về phía đối lập với Chu Dương, bây giờ đều thấy hối hận. Tôn Càn Khôn của Tôn gia ngồi chê y ghế chính, vẻ mặt sầu muộn. Vẻ mặt của những người Tôn gia ở dưới cũng khá khó coi. Một đệ tử cốt cán đứng dậy, gia chủ,
tôi phải nói chúng ta bây giờ nên trợ giúp Hứa gia thôi. Chu Dương thực sự quá mạnh, như vậy sau khi Chu Dương và Tô gia đánh bại Hứa gia thì cả thành phố Đông Hải không có chỗ đứng cho Tôn gia chúng ta nữa đâu. Đệ tử cốt cán này là Tôn Thánh Kiệt, người này xem như là một trụ cột trong đám thế hệ trẻ của Tôn gia. Bởi vì hắn thông minh nhất nên cũng được người Tôn gia xem trọng nhất, mọi người đều nghĩ hắn là người duy nhất tương lai có thể so với Tôn Càn Khôn. Mà những lời của hắn cũng rất có lý. Lúc đầu Tôn gia cũng muốn đứng về phía đối lập với Hứa gia, nhưng họ lại chọn cách nhẹ nhàng hơn, không hô hào muốn tiêu diệt Hứa gia như Chu Dương. Vì nếu Hứa gia lộ mặt thì lợi ích của những gia tộc hạng nhất như bọn họ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Thế nên họ mới chọn cách đứng về phe đối lập tức Hứa gia. Đồng thời họ cũng không chọn đứng cùng phe với Chu Dương. Nhưng bây giờ thế cục bỗng xoay chuyển. Chu Dương đã trở thành hoàng đế võ giả, tức là Chu Dương có khả năng trở thành người mạnh nhất ở Đông Hải. Trong tình hình này, ngược lại Hứa gia lại trở thành bên yếu thế. Những lời muốn tiêu diệt Hứa gia của Chu Dương lúc đó bây giờ xem ra dường như không phải là một câu nói đùa, mà là câu nói rất có thể trở thành hiện thực. Nhưng nếu bọn họ để mặc Chu Dương tiêu diệt Hứa gia thì đến lúc đó cả thành phố Đông Hải đều là của Chu Dương. Dĩ nhiên địa vị của Tô gia ban đầu chọn về phe Chu Dương cũng sẽ như thuận nước đẩy thuyền, nhưng Tôn gia bọn họ thì sao? Chu Dương có thể dễ dàng bỏ qua cho Tôn gia ư? Thế nên đệ tử cốt cán đó mới đề xuất phương án này. Mặc dù bây giờ Chu Dương đã trở thành hoàng đế võ giả nhưng Hứa gia chắc chắn vẫn có thế lực đấu lại. Nếu lúc này chúng ta tìm đến Hứa gia giúp đỡ thì tôi tin Hứa gia sẽ vô cùng cảm kích Iota-CS chúng ta. Hơn nữa chúng ta có thể nắm chắc phần thắng, Tôn Thánh Kiệt nói. Chương 982, đổi khách thành chủ. Rất nhiều người đồng ý với ý kiến của Tôn Thánh Kiệt. Vốn dĩ Hứa gia mạnh hơn nhiều so với Chu Dương, Hứa gia có thể đánh bại anh một cách dễ dàng, lúc đó, bọn họ cũng không cần phải đối phó với Chu Dương. Nếu như muốn nương tựa vào Hứa gia cũng sẽ không thật sự để mắt đến chút thực lực còn con của Tôn gia bọn họ. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Hứa gia và Chu Dương gần như đã trong trạng thái cân bằng, thậm chí có thể nói Chu Dương cao hơn một chút. Dưới tình huống này, dĩ nhiên Hứa gia vô cùng sốt sắng. Bây giờ bọn họ đi nương nhờ cũng giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu như tương lai Hứa gia đánh bại Chu Dương, thống nhất thành phố Đông Hải, vậy thì Tôn gia bọn họ cũng sẽ có tiếng nói rất lớn. Hơn nữa, bọn họ cũng có lòng tin, nếu bọn họ liên thủ với Hứa gia, nhất định sẽ có thể đánh bại Chu Dương. Dù Chu Dương mạnh mẽ thế nào cũng chỉ là một người mà thôi. Hứa gia là gia tộc ẩn giật kế thừa hàng ngàn năm. Cộng thêm với gia tộc hạng nhất ở thành phố Đông Hải Tôn gia, đánh bại một Chu Dương nhỏ bé không phải là dễ như trở bàn tay sao. Tôn Thánh Kiệt phân tích rõ ràng đâu ra đó, cũng có được sự đồng ý của số đông mọi người trong gia tộc. Tôn Càn Khôn ở vị trí đứng đầu, lại hơi nhíu mày. Có thể nói, bây giờ Tôn gia có thể yên ổn đứng ở vị trí gia tộc hạng nhất ở thành phố Đông Hải, công lao của Tôn Càn Khôn không thể xem thường. Trong lòng hắn sao có thể không cân nhắc phân tích những lời Tôn Thánh Kiệt nói. Những thứ này hắn đều nghĩ đến nhưng hắn không hạ quyết tâm bởi vì trong lòng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy bất an. Bao nhiêu năm nay, Tôn Càn Khôn vẫn luôn được khen là túc trí đa mưu, dường như toàn bộ thành phố Đông Hải không có chuyện gì không nằm trong sự khống chế của hắn. Tình huống bất an thế này hắn hầu như chưa từng gặp. Nhưng lần này, hắn cảm thấy bất an bởi vì cục diện thành phố Đông Hải đã vượt ra ngoài sự khống chế của hắn, ở đây đã xuất hiện một biến số. Là một quân sư khống chế toàn cục, trong phương diện bố cục, điều Tôn Càn Khôn sợ nhất chính là biến số. Chu Dương chính là biến số lớn. Tôn Càn Khôn chịu thiệt thòi trước mặt Chu Dương không chỉ một lần, mỗi khi hắn tưởng mình sơ suất, điều chỉnh lại trạng thái bố cục để tiếp tục ra tay với Chu Dương thì Chu Dương lại càng trở nên lớn mạnh hơn. Thậm chí cho tới bây giờ, Chu Dương đã trở mình biến hóa thành hoàng đế võ giả. Điều này sao có thể? Một người bình thường làm sao có thể trở thành hoàng đế võ giả trong vòng 2 tháng ngắn ngủi? Tôn Càn Khôn phát hiện, hắn chưa bao giờ nhìn thấu Chu Dương, đây là nguyên nhân khiến hắn lo sợ. Cho dù hắn đa mưu túc trí nghĩ kế thế nào, cũng không chịu nổi sự biến hóa siêu việt này của Chu Dương. Giống như đặt ra cát lượng vào chiến trường thời hiện đại.
Gia Cát Lượng đã tính toán chu toàn tất cả, bố trí xong tất cả bố cục, khi vốn dĩ tưởng không có chút sơ hở nào, kẻ địch bỗng nhiên xuất hiện 100 máy bay ném bom. Cán cân này không dễ điều khiển. Bây giờ Tôn Càn Khôn có cảm giác như vậy, dường như hắn mãi mãi không thể thấy được giới hạn của Chu Dương rốt cuộc ở đâu, cho nên hắn không dám bày mưu hãm hại Chu Dương nữa. Mọi người còn quá trẻ, Tôn Càn Khôn thở dài nói, người có thể tuyên bố muốn tiêu diệt Hứa gia, còn có thể sống lâu như vậy, cháu nghĩ cậu ta thật sự đơn giản giống như cháu thấy sao? Tôn Càn Khôn lắc đầu nói, toàn bộ thành phố Đông Hải, thật ra người thần bí và lớn mạnh nhất, có lẽ là Chu Dương. Không khí trong đại sảnh Tôn gia lập tức lắng đọng, sống ở Tôn gia lâu như vậy, đa số bọn họ lần đầu tiên được nghe thấy Tôn Càn Khôn đánh giá một người như thế. Đủ rồi, hôm nay đến đây thôi, để tôi nghĩ kỹ rồi chúng ta hãy quyết định, Tôn Càn Khôn nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mọi người nhún nháo lắc đầu thở dài, nếu Tôn Càn Khôn đã nói vậy, dĩ nhiên bọn họ sẽ không phản bác gì. Dù sao, địa vị của Tôn Càn Khôn ở Tôn gia là thần tượng của tất cả mọi người, lời của hắn chính là chân lý. Chỉ có Tôn Thánh Kiệt không phục. Hắn được ca tụng là người thông minh nhất thế hệ trẻ, thật ra dựa theo suy nghĩ của mình, sự thông minh của hắn đã sớm vượt qua Tôn Càn Khôn. Ha ha, bác hai chắc chắn là sợ Chu Dương rồi, tôi phân tích rõ ràng chính xác như vậy, ông ấy vẫn không nghe ý kiến của tôi. Hừ, đúng là già rồi nên hồ đồ. Cần suy nghĩ gì nữa chứ? Lẽ nào còn muốn ủng hộ Chu Dương sao? Nếu thật sự để Chu Dương chiến thắng, cả thành phố Đông Hải có một mình hắn làm chủ, vậy thì Tôn gia chúng ta đâu còn không gian sinh tồn nữa. Trong lòng Tôn Thánh Kiệt đã hạ quyết tâm, hắn muốn hành động một mình, vượt quyền Tôn Càn Khôn tự chạy đi tìm Hứa gia hợp tác. Đợi sau khi hợp tác thành công, toàn bộ Tôn gia sẽ khâm phục hắn, đến lúc đó, hắn có thể thay thế Tôn Càn Khôn sớm hơn một chút rồi. Lúc này, Chu Dương vẫn đang ở Tô gia ngồi uống trà cùng Tô Thế Minh và Tô Vĩ trong phòng khách. Thật ra Tô Thế Minh hơi lúng túng. Ông ta không ngờ Chu Dương lại mạnh đến thế, vậy mà không lâu trước đây, ông ta còn nghĩ đến việc để Tô gia chấm dứt quan hệ với Chu Dương. Bây giờ, Chu Dương giành thắng lợi, đổi thẳng hai lão già Hứa Phụng Thiên và Hứa Phụng Quân, tình thế hoàn toàn đảo ngược. Cho dù Tô Thế Minh mặt có dày đi nữa, lúc này cũng không thể lập tức bắt đầu lấy lòng Chu Dương. Người ta vừa gặp khó khăn, ông đã lập tức muốn tránh xa, thậm chí vì Tô Vĩ muốn đứng về phía Chu Dương, ông ta còn muốn đoạn tuyệt quan hệ với Tô Vĩ. Bây giờ người ta thắng lợi rồi, ông lập tức chạy tới nịnh bợ. Như vậy thì cũng mặt dày quá, Tô Thế Minh không làm được chuyện thế này. Ông ta cũng biết. Sở dĩ Chu Dương ở lại đây uống trà cũng chỉ vì nể mặt Tô Vĩ. Vì vậy, đường đường một gia chủ Tô gia, lại ở một bên đảm nhiệm một nhân vật bưng trà rót nước. Tô Vĩ lại tỏ ra vô cùng hưng phấn, lão đại, vừa nãy anh thật sự quá ngầu rồi. Đó là công phu gì vậy, em có thể học không? Tô Vĩ phấn khích như một đứa trẻ, khua tay múa chân, anh đứng đó bất động, hai lão già kia đã bị nhấc thẳng lên, em cũng muốn làm được như vậy. Chu Dương cười nhạt, nhẹ nhàng vỗ vai Tô Vĩ nói, chiêu thức này nếu cậu muốn học cũng không phải không được, nhưng trước mắt nó vẫn rất khó với cậu. Cậu cứ đi theo Ngưu Xuyên luyện tập chăm chỉ trước đã, sớm muộn sẽ có một ngày cậu đạt được đến trình độ này. Chu Dương nói rất chân thành, bởi vì anh thật sự cảm thấy Tô Vĩ có cơ hội trở thành hoàng đế võ giả, dĩ nhiên đó là vài chục năm sau. Bây giờ, chuyện anh cần xử lý chính là nói chuyện nghiêm túc với Tô Thế Minh. Tô gia chủ, ông cũng ngồi xuống đi, Chu Dương thản nhiên nói. Cách nói thật giống như nơi này là nhà anh, còn Tô Thế Minh lại chỉ như một người dưới đến chào hỏi. Chương 983, lời mời của Hứa gia. Thật ra Chu Dương là một người rất hiểu lý lẽ. Sở dĩ bây giờ anh tỏ vẻ khí thế như vậy là vì Tô Thế Minh đã làm sai nhiều việc mà thôi. Phản bội là một từ vô cùng chói tai. Có người nói chê y thế giới này. Đồng đội phản bội bạn còn đáng ghét hơn kẻ địch gấp vạn lần. Câu nói này thật ra không phải không có lý, bất luận kẻ địch làm ra bao nhiêu chuyện quá đáng với bạn thì đó đều là chuyện bình thường, bởi vì kẻ thù phải tàn sát lẫn nhau. Kẻ thù sao có thể nuông chiều bạn được, chắc chắn họ sẽ làm những điều khiến bạn cực kỳ khó chịu. Nhưng đối với phản bội, lại có thể dễ dàng khiến trái tim ta nguội lạnh. Cho dù không gây ra tổn thương gì lớn,
Nhưng bạn dành cho đối phương sự tín nhiệm, đối phương lại hời hợt giẫm dưới chân, loại hành động này mới là quá đáng nhất. Cho nên bây giờ Chu Dương vô cùng tức giận. Đối mặt với sự khí thế mạnh mẽ của Chu Dương, Tô Thế Minh không dám phản bác gì, dẫu sao thật sự cũng là ông ta đã sai. Ông ta thành thực ngồi trước mặt Chu Dương, không dám hít thở mạnh. Không muốn nói gì à? Tô gia chủ, Chu Dương hời hợt hỏi. Chỉ một câu nói như vậy, đã dọa Tô Thế Minh giật mình, quỳ thẳng xuống đất, hoảng hốt nói, Chu tiên sinh, tôi sai rồi Chu tiên sinh, xin cậu cho tôi một cơ hội. Không thể không sợ, Chu Dương ngồi trước mặt ông ta là một hoàng đế võ giả hàng thật giá thật đấy. Cả Đông Hải chỉ có một hoàng đế võ giả. Có thể nói Chu Dương chỉ cần nói một câu thì có thể khiến Tô gia bọn họ diệt vong. Mà ban đầu ông ta có cơ hội trở thành đối tượng hợp tác với Chu Dương từ đó một bước lên mây. Nhưng cơ hội này bị ông ta tự tay loại bỏ. Bởi vì ông ta không tin tưởng Chu Dương. Chu Dương yên lặng nhìn Tô Thế Minh một hồi, đột nhiên thấy mất hứng. Ban đầu anh vô cùng tức giận. Bởi vì Tô gia là một trong những đối tác ít ỏi của anh ở thành phố Đông Hải. Nhưng Tô Thế Minh lại phản bội anh. Điều này khiến Chu Dương thấy rằng sự chân thành của con người đã bị chó ăn mất. Bây giờ anh nhìn Tô Thế Minh quỳ chê y mặt đất, đột nhiên mất đi hứng thú tiếp tục kế hoạch. Cho dù giết Tô Thế Minh thì sao chứ? Vốn dĩ anh không quan tâm Tô gia sẽ ra sao. Cho dù tiêu diệt cả Tô gia, cũng không gây ra chấn động lớn trong lòng anh. Ngược lại anh vô cùng yêu thích Tô Vĩ, nếu tiêu diệt Tô gia, chắc chắn Tô Vĩ cũng sẽ không vui. Nếu đã như vậy, thì chi bằng giữ thể diện cho Tô Vĩ, buông tha Tô gia. Đương nhiên, Tô Thế Minh cũng không phải hoàn toàn không trả giá. Cái giá là sau này Chu Dương cũng sẽ không tin tưởng ông ta nữa. Tuy rằng ngoài mặt dường như ông ta không cần trả giá, mọi thứ của Tô gia đều bình yên. Nhưng không có sự tín nhiệm của Chu Dương, tổn thất của bọn họ căn bản là không cách nào đoán được. Đứng lên đi, Chu Dương nói, Tô gia chủ, chuyện hôm nay nể mặt Tô Vĩ. Tôi có thể không làm khó Tô gia các ông. Nhưng tôi không hy vọng còn có lần sau, nếu có lần sau cho dù Tô Vĩ không vui, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho Tô gia các ông. Tô Thế Minh nghi ngờ lỗ tai của mình. Không ngờ Chu Dương lại dễ dàng bỏ qua cho ông ta như vậy. Thậm chí ông ta đã nghĩ xong kế hoạch, muốn bồi thường 1/2 tài sản cho Chu Dương. Nhưng Chu Dương lại bỏ qua cho ông ta. Điều này khiến ông ta kiêu ta xiết động không thôi, vội vàng nói, vâng vâng, Chu tiên sinh, cậu yên tâm đi, nếu còn có lần sau thì không cần cậu ra tay, tôi nhất định tự sát nhận tội trước mặt cậu. Tô Thế Minh nói thật lòng mình. Cho dù Chu Dương bắt ông ta bồi thường 1/2 tài sản, ông ta cũng sẽ không trách anh, ngược lại sau này ông phải duy trì lòng trung thành tuyệt đối với anh. Làm người không thể không có chính kiến. Chỉ cần chọn được thế trận thì phải tiếp tục duy trì đạo nghĩa không cho phép chùn bước. Tô Thế Minh tin rằng, Chu Dương tuyệt đối là một người đáng để ông ta ủng hộ. Vì thế bây giờ ông ta cũng đã hạ quyết tâm, sau này tuyệt đối sẽ không phản bội Chu Dương nữa. Có điều, Chu Dương cũng không thèm quan tâm đến những lời đảm bảo của ông ta. Thứ Chu Dương muốn là cách làm, là biểu hiện, chứ không phải mấy câu nói bảo đảm đơn giản. Cứ như vậy Chu Dương đã rời khỏi Tô gia, trở về công ty Danh Dương, tiếp tục mở rộng thị trường sản phẩm chủ đạo thứ ba. Thông qua lượng tiêu thụ bùng nổ của hai sản phẩm trước, một năm trở lại đây công ty Danh Dương đã tích lũy rất nhiều tài nguyên. Phải biết rằng, mặt nạ chăm sóc da là hàng tiêu dùng, nếu có một người xác định dùng nhãn hiệu của công ty Danh Dương, mỗi tháng cô ấy đều phải mua lại mấy lần. Một miếng mặt nạ tính theo giá 10 tệ. Bởi vì sản phẩm của công ty Danh Dương là mặt nạ cao cấp, thật ra giá bán thông thường không chỉ 10 tệ, chỉ là bọn họ là nhà sản xuất, cho nên lợi nhuận khá ít mà thôi. Cũng có nghĩa là mỗi lần công ty Danh Dương bán ra một miếng mặt nạ đều có thể kiếm được 2 tệ. Ở Đông Hải có khoảng 30 triệu khách hàng tin dùng, 30 triệu người này đều là những cô gái đã nhận ra nhãn hiệu của công ty Danh Dương và chỉ mua sản phẩm của họ. 30 triệu người. Mỗi người một tháng dùng 10 miếng mặt nạ, có nghĩa là một người mỗi tháng sẽ tạo ra 20 tệ lợi thuận cho công ty Danh Dương. 30 triệu người cũng chính là 600 triệu lợi nhuận. Mỗi tháng 600 triệu tệ, mỗi năm chính là 7 tỷ 200 triệu tệ tiền lãi. Có thể nói là khủng cây SIOTA.
Vì thế tổng giá trị thị trường của công ty Danh Dương đã đạt hơn 40 tỷ, là cổ đông lớn thứ hai của công ty Danh Dương, giá trị con người của Chu Dương cũng đột phá mốc 10 tỷ. Bây giờ anh còn đang mở rộng sản phẩm chủ chốt thứ ba. Ví dụ sau khi thành công, tài sản của công ty Danh Dương rất có khả năng tăng gấp đôi, đến lúc đó công ty Danh Dương có thể bước vào câu lạc bộ trăm tỷ. Câu lạc bộ trăm tỷ là mơ ước của bao nhiêu nhân vật nổi tiếng, bây giờ Chu Dương dường như đã gần kề với mục tiêu này rồi. Tạm thời anh dồn sự chú ý và tinh thần vào công việc, bởi vì anh biết có lúc tiền là tất cả. Chỉ cần có tiền thì anh có thể dễ dàng đánh bại gia tộc ẩn giật như Hứa gia. Chỉ cần có tiền, thậm chí có đủ khả năng so tài sản với Chu gia, khi anh trở về Chu gia thì sẽ không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Đùa gì chứ, ai lại từ chối một người thừa kế còn nhiều tiền hơn cả gia tộc của mình. Cho nên anh phải tiếp tục cố gắng kiếm tiền. Cuối cùng, sản phẩm chủ đạo thứ ba của Chu Dương cũng đã đạt được những bước tiến mang tính quyết định. Lúc Thẩm Bích Quân bảo anh tham dự hội nghị giao lưu ngành mỹ phẩm vào ngày hôm sau, đột nhiên Chu Dương lại nhận được lời mời của Hứa gia. Hứa gia thông qua hình thức gọi điện thoại để liên lạc với anh, Chu tiên sinh đúng không, tôi là gia chủ của Hứa gia. Chu Dương hơi sửng sốt, im lặng một lát mới lên tiếng, vậy thật sự là khách hiếm, xin hỏi có chuyện gì không? Không biết Chu tiên sinh có thời gian không, chúng tôi muốn mời cậu đến Hứa gia làm khách. Chương 984, niềm vui điên cuồng của một người đầu bên kia điện thoại là giọng nói của một ông lão, nghe có vẻ rất bình tĩnh và mạnh mẽ. Ngay cả khi chỉ nghe giọng nói qua điện thoại, Chu Dương vẫn có thể tưởng tượng được vị gia chủ Hứa gia này chắc là một ông lão rất có khí phách. Ông ta có vẻ tầm khoảng 70-80 tuổi, nhưng lại có khí chất điềm đạm dường như có thể nhìn thấu được mọi thứ chê y đời. Cho dù đối mặt với chuyện gì cũng có thể giữ được vẻ bình tĩnh. Bất kể thực lực của đối phương thế nào nhưng xét về tính cách, đối phương tuyệt đối đạt đến mức thấy Thái Sơn sụp xuống nhưng sắc mặt cũng không đổi. Không thể xem thường. Chu Dương thầm đánh giá ông ta như vậy, sau đó bình thản nói, xin lỗi, tôi không có thời gian. Câu này suýt khiến gia chủ Hứa gia đầu bên kia tức hộc máu. Ông ta là ai? Gia chủ Hứa gia đấy. Có thể nói trước khi Chu Dương trở thành hoàng đế võ giả, ông ta mới là biểu tượng lớn mạnh nhất ở cả thành phố Đông Hải. Mấy gia tộc như Tôn gia, Tô gia đều chỉ là mấy đứa nhóc trước mặt ông ta thôi. Mà ông ta lại đang gọi cho ai đây? Chu Dương, là hoàng đế võ giả duy nhất ở cả thành phố Đông Hải. Có thể xem là người đầu tiên ở thành phố Đông Hải. Hai người đại diện cho địa vị đỉnh cao của thành phố Đông Hải, ông ta gọi điện thoại cho Chu Dương chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh lớn có thể chấn động cả thành phố Đông Hải. Ông ta tự cho rằng mình là một nhân vật lớn. Thế nên ông ta cũng có lòng tự tôn, kiêu ngạo của một nhân vật lớn. Dù biết rõ thực lực và địa vị của mình thua kém Chu Dương nhưng ông ta có thể giữ được vẻ bình tĩnh gọi cho anh. Vì những nhân vật lớn đứng ở đỉnh cao nhất như bọn họ nhất định phải có phong thái tự tin. Trong lòng ông ta nghĩ có lẽ Chu Dương cũng giống mình. Vậy nên ông ta hỏi Chu Dương có thời gian không, thật ra chỉ là lời nói khách sáo, tùy ý hỏi thôi. Cuộc gọi của những người có thân phận như họ chắc chắn sẽ là chuyện lớn làm chấn động đến cả thành phố Đông Hải. Sao lại vì không có thời gian mà từ chối gặp chứ? Thế nên ông đã đoán được Chu Dương sẽ trả lời thế nào. Ồ, nếu Hứa gia chủ đã đích thân mời thì dĩ nhiên Chu Dương tôi sẽ đến. Ông ta đã nghĩ câu trả lời thay Chu Dương, dù sao cuộc đối thoại giữa các nhân vật lớn không phải đều như vậy sao? Nhưng câu tôi không có thời gian là chuyện gì đây? Cậu bận cái gì mà không có thời gian? Lẽ nào cậu không biết hai chúng ta gặp nhau là chuyện quan trọng thế nào sao? Lẽ nào cả Đông Hải còn có việc gì quan trọng hơn chuyện chúng ta gặp nhau? Đây là cảm giác chân thật nhất của gia chủ Hứa gia, nên khi nghe Chu Dương nói vậy, ông ta suýt tức muốn hộc máu. Chu tiên sinh, chẳng lẽ cậu sợ sao? Gia chủ Hứa gia lạnh lùng nói, ông ta đang dùng cách khích tướng. Bởi vì ông ta cho rằng vừa rồi Chu Dương cũng đang khiêu khích ông ta. Cố ý nói mình không có thời gian để thể hiện thái độ xem thường Hứa gia. Ông ta không cho rằng Chu Dương thật sự không có thời gian, bởi vì ông ta thấy Chu Dương chẳng có việc gì quan trọng hơn việc gặp ông ta. Thật ra ông ta hơi tự kỷ, trong đầu toàn tưởng tượng đến một đống tình tiết không chân thật. Chu Dương nói không có thời gian là thật,
dù sao anh sẽ phải tham gia buổi giao lưu với các đối tác trong ngành mỹ phẩm cùng Thẩm Bích Quân vào sáng mai. Nếu nhận lời mời của Hứa gia, vậy ít nhất cũng phải để qua ngày mai. Chu Dương chỉ trả lời đơn giản một câu nhưng anh lại nhận ra một chuyện rất thú vị. Vốn dĩ anh cho rằng gia chủ Hứa gia này đã tu luyện đến cảnh giới nhìn thấu hồng trần, gặp chuyện không hoảng hốt, thế nên giọng điệu lúc nói chuyện với anh mới có thể bình tĩnh như thế. Nhưng anh chỉ vừa trả lời một câu không có thời gian thôi mà đã khiến ông ta thẹn quá hóa giận, xem ra anh đã đánh giá cao đối phương rồi. Thật ra cảnh giới như Chu Dương, trong lòng nghĩ gì thì nói cái đó, sẽ không cố ý giả vờ tỏ ra mình bình tĩnh, gặp chuyện không hoảng hốt, thế mới được xem là người bình tĩnh thật sự. Còn gia chủ Hứa gia chỉ giả vờ thể hiện ra mà thôi, thật ra không hề đạt đến cảnh giới đó. Chu Dương khinh bỉ bĩu môi. Từ khi anh trở thành hoàng đế võ giả, anh phát hiện bức màn bí ẩn đáng sợ của Hứa gia dần biến mất. Ngược lại qua mấy lần tiếp xúc, có thể nói biểu hiện của Hứa gia đều khiến Chu Dương cảm thấy thất vọng. Thật kém cỏi, quả thật rất kém cỏi. Đường đường là gia tộc ẩn giật đấy. Trước đây Chu Dương vẫn tưởng tượng họ lợi hại thế nào. Chỉ là một đám tiểu nhân thiển cận mà thôi. Chu Dương khẽ cười, thản nhiên nói, Hứa gia chủ nghĩ nhiều rồi. Nếu Chu Dương tôi sợ thì việc đầu tiên là tôi phải rời khỏi thành phố Đông Hải chứ không phải nói với ông tôi không có thời gian. Tôi nói không có thời gian thì đúng là không có thời gian thật, ngày mai tôi phải tham gia hội nghị ngành mỹ phẩm. Chu Dương vẫn án binh bất động với cách khích tướng của gia chủ Hứa ra đầu bên kia điện thoại, bởi vì những gì anh nói nãy giờ đều là sự thật. Hoàn toàn không hề chột dạ, anh không sợ thì tại sao phải ca yêu ta siết động chứ? Chẳng qua anh phải đi họp với Thẩm Bích Quân mà thôi. Còn chuyện gặp Hứa gia đâu quan trọng bằng việc đi cùng Thẩm Bích Quân. Gia chủ Hứa gia lại nghẹn lời. Ông ta không ngờ chiêu khích tướng của mình lại không có hiệu quả. Nghiến răng một hồi, ông ta lại nói, ngày mai ư. Nói cách khác bây giờ Chu tiên sinh có thời gian đúng chứ? Vậy chi bằng bây giờ cậu bớt chút thời gian đến Hứa gia đi, đảm bảo sẽ không làm nhỡ chuyện ngày mai của cậu. Không phải cậu nói ngày mai bận sao? Vậy tôi mời cậu bây giờ đến đây. Chu Dương cũng khá sửng sốt, anh không ngờ Hứa gia lại nôn nóng đến vậy. Vốn dĩ anh muốn về nhà nghỉ ngơi một chút nhưng nghĩ kỹ lại thì bây giờ đến đó hình như cũng không có gì không thích hợp. Dù sao anh cũng muốn gặp Hứa gia trong truyền thuyết này. Vì thế anh đồng ý. Gia chủ Hứa gia đầu bên kia nghe Chu Dương đồng ý thì vô cùng vui vẻ. Ông ta cảm thấy chiêu khích tướng của mình đã thành công. Chẳng phải Chu Dương cậu ra vẻ xem thường Hứa gia sao? Giờ đây tôi mời cậu đến, chẳng phải cậu vẫn đến à? Thật ra Chu Dương chỉ đang rảnh nên tiện đến một chuyến thôi. Được rồi Chu tiên sinh, để tiết kiệm thời gian nhất có thể không ảnh hưởng đến công việc của cậu, chúng tôi sẽ phái trực thăng đến đón cậu. Không biết Chu tiên sinh từng đi trực thăng chưa? Hy vọng cậu sẽ không bị say trực thăng. Gia chủ Hứa gia có phần đắc ý nói. Sở dĩ ông ta nhấn mạnh trực thăng chỉ đơn giản là vì ông ta muốn khoe khoang mà thôi. Đây chính là năng lực của Hứa gia chúng tôi. Chỉ cần muốn là có thể điều động trực thăng. Chương 985, Nam thần bay đi rồi. Đương nhiên Chu Dương nghe hiểu gia chủ Hứa gia đang khoe khoang, nhưng anh hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này. Vì tài sản của anh có thể mua vô số máy bay trực thăng. Mặc dù bây giờ anh thật sự không có máy bay trực thăng, cũng chưa từng ngồi chê y đó, nhưng không có nghĩa là anh sẽ ngưỡng mộ hoặc đố kỵ. Điều này giống như khái niệm một người giàu có đi tản bộ ở trường tiểu học, có một em học sinh khoe khoang mình có một chiếc gọt bút chì tự động. Người giàu có này thật sự không có gọt bút chì tự động, không có nghĩa là anh ta thật sự ngưỡng mộ em học sinh kia. Nếu đối phương muốn dùng máy bay trực thăng đến đón anh, vậy cũng giúp anh bớt chút phiền phức nên anh đồng ý. Gia chủ Hứa gia hơi buồn bực cúp điện thoại, vì ông ta cố gắng nhấn mạnh máy bay trực thăng của gia tộc mình, nhưng Chu Dương lại không có biểu hiện gì đặc biệt, điều này khiến ông ta cảm giác như đấm vào cái gối bông, rất không thoải mái. Thế nhưng ông ta chỉ có thể một mình âm thầm chịu đựng sự khó chịu, sau đó cử máy bay trực thăng đến đón Chu Dương. Công ty Danh Dương nằm trong tòa nhà Danh Dương, Diệp Sở Thiến gõ cửa phòng làm việc của Chu Dương, Chu Tổng, ở đây có tập tài liệu cần anh ký tên. Ánh mắt của Diệp Sở Thiến nhìn về Chu Dương tràn đầy ý trách móc.
Vốn dĩ có thể nói cô là một trong những người phụ nữ gần gũi nhất bên cạnh của Chu Dương, nhưng bây giờ, cô lại ít khi nhìn thấy Chu Dương với thân phận là trợ lý của anh. Không biết tại sao, rõ ràng đi làm ở nơi sếp không thường xuyên đến làm việc là một chuyện tốt, vì điều đó có nghĩa là cô có rất nhiều tự do. Nhưng Diệp Sở Thiến lại rất buồn phiền, trong đầu thường xuyên hiện ra hình ảnh của Chu Dương. Thậm chí cô thường xuyên nhớ Chu Dương đến mất ngủ, nhưng mà, khoảng cách giữa cô và Chu Dương lại ngày càng xa. Điều này khiến cô rất khó chịu, hôm nay, cô không dễ dàng gì bắt gặp Chu Dương, sau đó cả ngày đưa tài liệu vào phòng làm việc của Chu Dương hơn chục lần. Bây giờ, cô tranh thủ lúc đến phòng làm việc giao tài liệu, định hẹn Chu Dương ra ngoài nói chuyện. Chu Tổng, sắp tan làm rồi, anh vẫn không về sao, nhìn thấy Chu Dương đang cúi đầu ký tài liệu, Diệp Sở Thiến khẽ hỏi. Ừ, ký xong hợp đồng này thì tôi sẽ đi, vừa hay có vài chuyện cần giải quyết, Chu Dương nói rồi cất bút trong tay, sau đó nhìn Diệp Sở Thiến nói, nếu không có gì khác thì chị cũng tan ca đi. Có thể tan ca sớm, tuyệt đối đừng tăng ca nhé. Chu Dương nói đùa một câu, anh nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Còn Diệp Sở Thiến hơi sững sờ. Đi như vậy sao? Căn bản cô trở tay không kịp. Vội vàng gọi Chu Dương, à, Chu Tổng. Chu Dương quay đầu nhìn Diệp Sở Thiến mới phát hiện, hôm nay Diệp Sở Thiến có vẻ không giống trước đây. Phải nói là quá đẹp. Bản thân Diệp Sở Thiến là một người đẹp, làm trợ lý của Chu Dương ở công ty Danh Dương, xem như là thành phần tri thức vượt trội trong xã hội, sống trong biệt thự sang trọng. Quần áo mặc chê y người đều là hàng hiệu, nhìn tổng thể rất đẹp. Mà hôm nay Diệp Sở Thiến lại càng nổi bật hơn trước, mặc bộ đồ công sở, váy ngắn vừa đến đầu gối, gương mặt còn trang điểm nhẹ nhàng. Thật ra sự khác biệt lớn nhất là khí chất, hôm nay Diệp Sở Thiến hơi ngượng ngùng dễ thương, ngoài khí chất nghiệp vụ ra, chê y người của cô còn rất nữ tính, điều này khiến Chu Dương hơi thẫn thờ. Đùa gì chứ, vì hôm nay Chu Dương đến công ty, nên Diệp Sở Thiến chăm chú trang điểm cả ngày. Nếu không có chút hiệu quả thì mới quái lạ. Nhìn thấy ánh mắt thất thần của Chu Dương, trong lòng Diệp Sở Thiến cảm thấy vui sướng y gờ, chê y mặt càng thêm vẻ ngượng ngùng. À, Chu Tổng, tôi muốn nói, tối nay anh chưa ăn gì, nếu tiện thì chúng ta có thể cùng ăn tối. Nói xong, sắc mặt Diệp Sở Thiến đỏ như gấc. Rất thẳng thắn, không hề vòng vo hay nói bóng nói gió, tối nay mời Chu Dương ra ngoài ăn cơm. Trong xã hội của người trưởng thành, có rất nhiều mối quan hệ xảy ra khi ra ngoài ăn cơm, đặc biệt là đang trong tình trạng trai đơn gái chiếc. Cho nên Diệp Sở Thiến mới ngượng ngùng như vậy. Chu Dương cũng hơi sững sờ. Nhìn thấy thân hình quyến rũ của Diệp Sở Thiến, anh hơi động lòng. Đương nhiên, anh vẫn từ chối. Vì anh đã đồng ý với gia chủ Hứa gia đến Hứa gia làm khách. Không phải nói Hứa gia rất quan trọng trong suy nghĩ của Chu Dương. Quan trọng hơn so với việc ăn cơm với Diệp Sở Thiến, nhưng anh vẫn là một người đàn ông coi trọng lời hứa. Cho dù sự tồn tại của Hứa gia như con kiến trong suy nghĩ của anh, nhưng nếu anh đồng ý đến Hứa gia làm khách rồi, thì sẽ tuyệt đối từ chối toàn bộ hoạt động để đến Hứa gia, đây là nguyên tắc làm người của Chu Dương. Cho nên, anh từ chối Diệp Sở Thiến. Đương nhiên Diệp Sở Thiến thất vọng, cô muốn giải thích điều gì đó, để Chu Dương tiếp tục đi cùng cô, nhưng lúc này, bên ngoài cửa sổ vang lên âm thanh rất lớn. Chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Diệp Sở Thiến hỏi một cách hoảng loạn. Âm thanh lớn này khiến cô cảm thấy bất an, phải biết rằng, nơi làm việc của bọn họ ở tầng 72. Bình thường nhìn từ cửa sổ ra ngoài, đều là những tòa nhà chọc trời của thành phố và các loại phong cảnh. Ở trên y lầu cao, có cảm giác như ở trên y ngọn núi nhỏ. Nói cách khác, công ty Danh Dương là một tòa nhà cao nhất gần đây, các công trình khác đều cao bằng công ty Danh Dương. Cho nên, bình thường công ty Danh Dương rất yên tĩnh, ít nhất, ngoài cửa sổ cũng rất yên tĩnh. Thứ đầu gì có thể tạo ra tiếng ồn đến tầng 72? Bên ngoài không có gì ngoài không khí để gây ồn ào. Nhưng bây giờ, bên ngoài lại vang lên âm thanh cực lớn, điều này khiến trong lòng cô có một nỗi bất an, giống như ngày tận thế đã đến. Không phải là động đất chứ? Diệp Sở Thiến hoảng sợ nhìn Chu Dương. Sắc mặt của Chu Dương lại bình tĩnh, thậm chí còn có phần bất lực. Mấy lão già của Hứa gia làm việc có cần phô trương như vậy không? Máy bay trực thăng đến tận bên ngoài phòng làm việc của anh,
có máy bay trực thăng thật sự giỏi lắm sao? Chu Dương lắc đầu, đi vào phòng làm việc mở cửa sổ. Gió thổi mạnh vào phòng làm việc, bây giờ Diệp Sở Thiến mới thấy rõ nguồn gốc của tiếng gầm, đó là máy bay trực thăng. Một chiếc trực thăng đen kịt, giống như một con đại bàng thép, mang theo tiếng gầm rất lớn lơ lửng trong không trung. Cảm nhận mình rất gần với sự chuyển động của máy bay trực thăng, mới có thể thật sự hiểu được uy lực to lớn của cỗ máy khổng lồ này. Diệp Sở Thiến thầm kinh hãi, cảnh trước mắt giống như nhóm đặc công xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng. Còn Chu Dương yên tĩnh đứng trước cửa sổ quan sát bóng dáng của máy bay trực thăng, cũng hiện ra vẻ hào hùng. Giống như sự tồn tại của một nam thần. Sau đó, Chu Dương từ cửa sổ nhảy ra ngoài, lên máy bay trực thăng. Nam thần bay đi rồi. Chương 986, Hứa Thánh Linh. Diệp Sở Thiến ngỡ ngàng, đến bây giờ cô không hiểu rõ đang xảy ra chuyện gì. Trong lòng của cô, Chu Dương luôn là một người đàn ông ưu tú. Thông minh, thiết thực, độc đoán, trọng tình nghĩa, làm trợ lý của Chu Dương lâu như vậy, trong suy nghĩ của Diệp Sở Thiến, hình tượng của Chu Dương chắc chắn là một người thuộc tầng lớp tinh anh chuẩn mực. Một thanh niên trẻ tuổi nhiều tiền, lại vừa cao vừa đẹp trai như ánh mặt trời, sau một thời gian dài, Chu Dương đã trở thành nam thần trong tâm trí của cô. Nhiều lần cô tưởng tượng nếu như mình có thể gả cho Chu Dương thì tốt biết bao, thế nhưng cô cũng biết đây là điều không thể. Vì cô không xứng với Chu Dương. Thật sự Chu Dương quá xuất sắc, đơn giản có thể gọi là nam thần hoàn hảo. Còn Diệp Sở Thiến như cô chẳng qua chỉ là một người phụ nữ bình thường mà thôi. Thế nhưng, cô trước giờ chưa từng nghĩ, sự khác biệt giữa hai người lại lớn như vậy. Chuyện này là sao? Tại sao lại có máy bay trực thăng đến đón Chu Dương bên ngoài phòng làm việc của anh ấy? Sao Chu Dương có thể mở cửa sổ? Nhảy lên máy bay trực thăng từ tầng 72. Điều này có hài hước không? Hay là đang quay phim? Thậm chí Diệp Sở Thiến cảm thấy mình đang tưởng tượng, sau khi xác nhận toàn bộ đang thật sự xảy ra, cô lặng lẽ đi đến đóng cửa sổ, nhìn chằm chằm về hướng Chu Dương vừa rời đi. Sau khi lên máy bay trực thăng, Chu Dương nhanh chóng cảm thấy vô vị nhàm chán. Mặc dù không quan tâm thứ đồ như máy bay trực thăng, nhưng cũng là lần đầu tiên anh ngồi chê y thứ đồ chơi này. Mới bắt đầu còn có cảm giác hơi hưng phấn và mong đợi. Trước đây khi còn là một người bình thường, Chu Dương từng thấy những chiến sĩ chiến đấu đặc biệt xuất sắc, toàn thân mang vũ trang ngồi chê y máy bay trực thăng, anh cảm thấy rất đẹp trai và mạnh mẽ. Nhưng sau khi đi lên, anh nhanh chóng cảm thấy buồn chán. Chẳng qua nó chỉ là một cái vỏ sắt lơ lửng chê y bầu trời. Quan trọng là bây giờ các giác quan của Chu Dương quá phát triển. Là một hoàng đế võ giả, anh không hề bị say máy bay, vì trong mắt của anh, tốc độ của máy bay trực thăng không nhanh, thậm chí có thể nói hơi chậm, còn không bằng tốc độ khi anh dốc toàn lực chạy. Đương nhiên, đó chỉ là tốc độ anh đột phá trong thời gian ngắn, máy bay trực thăng có thể duy trì tốc độ bay này hàng chục cây em hoặc hàng trăm cây em, Chu Dương không có khả năng này. Chẳng qua. Anh có thể đột phá tốc độ vượt qua máy bay trực thăng trong chớp mắt, có nghĩa là, giác quan của anh rất phát triển, hệ thống thị giác và thính giác của người thường không thể so sánh được, cho nên mới cảm giác thứ đồ như máy bay trực thăng vô vị. Anh chán nản nhìn thấy những công trình dưới chân mình thay đổi không ngừng, sau mười mấy phút, máy bay trực thăng cuối cùng đã đến khuôn viên của Hứa Gia. Phong cảnh dưới chân đột nhiên thay đổi, lúc sắp đến gần Hứa Gia, Chu Dương mới phát hiện điều gì đó không đúng lắm. Giống như Hứa Thiên Long nói với anh khi đến Thánh Sơn lần trước, trong vòng 10 dặm thật ra được coi là lãnh thổ của Hứa Gia, sẽ có nhóm anh em đi tuần, mọi chuyện lớn nhỏ đều do Hứa Gia xử lý. Bọn họ chắc chắn là kẻ thống trị trong phạm vi 10 dặm. Cho nên, lúc máy bay trực thăng đến gần Hứa Gia, Chu Dương phát hiện cảnh vật mờ ảo dưới chân hơi khác lạ, tất cả đồ vật trở nên trật tự ngay ngắn, giống như có đôi bàn tay to lớn vô hình xử lý. Truyền thống của gia tộc ẩn thế ngàn năm quả nhiên vẫn khác thường. Khu vườn của Hứa Gia ở Chê Y một khu đất rộng. Xung quanh không có bất kỳ công trình nào, một trang viên cao chót vót trông giống như trường học hoặc là viện dưỡng lão. Đương nhiên, không phải trường học hay viện dưỡng lão nào có thể sánh được với cách bài trí trong khuôn viên của Hứa Gia. Máy bay trực thăng đậu ở bãi đổ trước cổng khu nhà, ở cổng đã có 4-5 người đang đợi. Trong số đó có 3 ông già.
một người trẻ tuổi và một người phụ nữ mặc sườn xám tầm hơn 30 tuổi. Chu Dương bước xuống từ máy bay trực thăng, khuôn mặt bình tĩnh đi về phía 5 người. Còn 5 người bên đó vẫn đứng im, tất cả đang quan sát đánh giá Chu Dương. Thật ra đối với Hứa gia, có thể nói Chu Dương là một người quen cũ. Bọn họ thu thập rất nhiều tài liệu về Chu Dương, hơn nữa, bọn họ chủ động chọc giận Chu Dương, mục đích là vì viên ngọc chê y người Chu Dương có thể mở ra thế giới nhỏ. Trước đây, bọn họ vì muốn ngăn cản Chu Dương phát giác mục đích của mình, đồng thời vì có thể thuận lợi xuất hiện, cho nên căn bản không kinh động nhiều đến Chu Dương, bọn họ vẫn tỏ thái độ thờ ơ, cử một số người đi xử lý Chu Dương. Bây giờ bọn họ cũng được coi là đã thuận lợi xuất đầu lộ diện, sản nghiệp của Hứa gia đã có một sức nặng nhất định trong từng ngành nghề của toàn bộ thành phố Đông Hải. Còn Chu Dương dường như cũng biến mất. Sau khi Chu Dương quay lại, bọn họ lập tức nhận ra có điều gì không đúng. Ban đầu bọn họ bố trí những sản nghiệp đó ở thành phố Đông Hải bất ngờ bị phản công bởi một thế lực khổng lồ. Trong số đó bao gồm toàn nhà tài chính Thiên Địa, Thúy Hồ Cư và câu lạc bộ Silver Lake. Điều này khiến họ nhận ra có điều gì đó không ổn, bọn họ cảm thấy những chuyện này có liên quan đến Chu Dương nên đã nghĩ ra chiêu trò, sai người lôi kéo Tô ra, chặt đứt cánh tay trợ thủ đắc lực của Chu Dương. Thế nhưng lúc Hứa Phụng Thiên đi lôi kéo Tô ra, Chu Dương lại thay đổi và trở thành hoàng đế võ giả. Điều này khiến Hứa gia bắt đầu thận trọng hơn. Bọn họ không dùng những mánh khóe hời hợt, mà lựa chọn mời Chu Dương đến Hứa gia làm khách, tranh thủ cơ hội này thăm dò thực lực của Chu Dương. Chu tiên sinh đúng không? Một ông già râu trắng đi đầu quan sát và hỏi. Chu Dương khẽ gật đầu. Là tôi, ông là ai? Chu Dương trả lời dứt khoát. Nếu giọng điệu của đối phương không lịch sự, anh cũng không cần thiết phải nở nụ cười giả tạo. Chăm chú quan sát Chu Dương một hồi, ông già râu trắng mới chậm rãi gật đầu, sau đó giơ tay ra nói, hoan nghênh Chu tiên sinh tới đây, tôi là gia chủ của Hứa gia Hứa Thánh Linh. Hứa Thánh Linh, Chu Dương lẩm bẩm cái tên này, sau đó giơ tay ra bắt tay ông ta, tên hay, tên của Hứa gia chủ quả nhiên có đủ khí chất. Đối phương giữ thể diện cho anh, vậy anh cũng sẽ giữ thể diện cho đối phương. Hứa Thánh Linh cũng không thay đổi, quay đầu lại, nhóm người đằng sau đột nhiên nhường đường. Hứa Thánh Linh làm động tác, mời, Chu tiên sinh, chúng ta đừng nói nhiều ở bên ngoài, có gì thì vào trong nói chuyện. Chu Dương quan sát cách bài trí trong sân Hứa gia và chậm rãi gật đầu. Chương 987, làm loạn. Nếu đã đến rồi thì Chu Dương nhất định phải vào trong. Mặc dù vào trong Hứa gia, rất có khả năng anh sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao cũng là do Hứa gia chủ động mời Chu Dương đến đại bản doanh của họ, nói họ không có chuẩn bị gì trước, Chu Dương tuyệt đối không tin. Bởi vì, Hứa gia luôn được biết đến với cái tên gọi là ẩn giật thần bí, không ai biết được vị trí đại bản doanh của Hứa gia nằm ở đâu. Mà bọn họ chủ động mời Chu Dương đến đại bản doanh của họ, tương đương với việc chủ động phơi bày điểm yếu lớn nhất của họ với Chu Dương. Hơn nữa Chu Dương lại là hoàng đế võ giả. Sau khi biết vị trí của Hứa gia, nếu như sau này Chu Dương muốn đến để tiêu diệt Hứa gia, thì đến lúc đó Hứa gia cũng sẽ không chống đỡ nổi. Suy cho cùng, cũng chỉ có cái đạo lý 1000 ngày làm kẻ trộm, chứ đâu có đạo lý 1000 ngày phòng chống kẻ trộm. Hơn nữa, Chu Dương cũng không phải là một tên trộm nhỏ, mà anh chính là một hoàng đế võ giả chính tông. Vì vậy, nếu như Hứa gia dám mời Chu Dương đến đại bản doanh của bọn họ, vậy thì bọn họ nhất định phải có chuẩn bị trước. Thậm chí, nói không chừng bọn họ còn có ý định giết chết Chu Dương ngay tại đây. Hơn nữa, rất khả năng là bọn họ sẽ làm như vậy. Bây giờ, Chu Dương đã hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của Hứa gia, điều này tuyệt đối không được phép xảy ra đối với một gia tộc muốn độc chiếm Đông Hải. Bởi vậy, việc bọn họ muốn loại bỏ Chu Dương thì cũng không phải là lạ. Ngay cả khi biết là như vậy, nhưng Chu Dương vẫn muốn tiến thẳng vào khu nhà của Hứa gia. Chu Dương là một hoàng đế võ giả, cho nên vẫn có chút dũng khí này. Phải nói rằng khu nhà của Hứa gia quả thực rất xa hoa. Tuy rằng Hứa gia không phải là gia tộc giàu có nhất, nhưng bởi vì vị trí của bọn họ ở bên ngoài thành phố, nên khu vực xây dựng rất lớn. Chỉ cần đủ rộng thì bọn họ sẽ có lợi thế nhiều về sự xa hoa. Hơn nữa, sự xa hoa ở đây không phải là chỉ cách trang trí hay hoàn thiện nguy nga lộng lẫy như thế nào.
Đó là cách làm của nhà giàu mới nổi, còn với một gia tộc đã trải qua hàng nghìn năm như Hứa gia, lịch sử và thực lực của bọn họ từ lâu đã không thuộc phạm trù của nhà giàu mới nổi nữa rồi. Vật dụng họ dùng trông không lộng lẫy tráng lệ, cũng không có gì sáng chói lóa mắt. Nhưng tất cả các kiến trúc, cây cỏ của bọn họ đều chứa đựng một cảm giác cổ kính, bầu không khí đơn giản mang phong cách cổ xưa. Đây mới là điểm nhấn đại diện của một gia tộc. Ngay cả Chu Dương cũng không khỏi thở dài, xứng đáng là gia tộc lưu truyền ngàn năm. Từ những lần tiếp xúc của anh với người của Hứa gia, anh nghĩ rằng đám người của Hứa gia ngày nay dường như đều rất rác rưởi, dù là về phạm vi nhận thức hay lòng dạ, hoặc nói về thực lực đều có vẻ không hợp với gia tộc ẩn giật như trong lời đồn. Nhưng khi thực sự bước chân vào Hứa gia, anh mới phát hiện ra những lời đồn đại đó quả thực không phải là giả. Chỉ cần bước vào cánh cửa lớn liền có thể cảm nhận được hết thực lực mạnh mẽ và lịch sử vững chắc của gia tộc ẩn giật này như thế nào. Chỉ là rất có khả năng bây giờ bọn họ đang dần sa sút mà thôi. Thậm chí Chu Dương có cảm giác đám người của Hứa gia hoàn toàn không xứng với một gia tộc có lịch sử vững chắc như Hứa gia. Đương nhiên những lời này anh sẽ không nói ra ngoài, anh chỉ là âm thầm đánh giá Hứa gia. Không lâu sau, dưới sự hướng dẫn của Hứa Thánh Linh, Chu Dương đã đi vào đến phòng khách lớn của Hứa gia. Phòng khách lớn này được trang trí theo phong cách cổ xưa, chỗ nào cũng có ghế bằng gỗ, thậm chí ở giữa còn có một bếp lửa để nấu trà. Trong phòng khách cũng có một vài đệ tử chịu trách nhiệm phục vụ trà và rót nước, có vẻ rất chuyên nghiệp, thái độ đối xử với khách hay chủ nhà đều không có sự khác biệt, khi rót trà vẫn chỉ bày ra một bộ dạng rất đúng mực. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Chu Dương âm thầm gật đầu, Hứa gia này vẫn còn giữ gìn một vài quan niệm truyền thống. Chu tiên sinh, ngồi đi, Hứa Thánh Linh rất lịch sự chỉ vào chiếc ghế đối diện với ông ta. Chu Dương gật đầu và ngồi xuống không hề tỏ vẻ kiêu ngạo. Anh cũng không nghĩ quá nhiều, mặc dù biết rằng rất có khả năng Hứa gia sẽ gài bẫy để hãm hại mình, nhưng anh không cho rằng Hứa gia sẽ sắp đặt bẫy lên chiếc ghế. Dù sao trong lòng anh, Hứa gia vẫn là một gia tộc có lịch sử lâu đời, cũng lưu giữ được nhiều truyền thống đặc sắc của gia tộc. Mặc dù lúc này, phạm vi nhận thức của những trưởng lão cốt lõi khá hạn hẹp, nhưng với tư cách là một gia tộc siêu cấp, sự vô liêm sỉ của bọn họ hẳn là cũng có điểm giới hạn. Ngay cả khi có ý định muốn hại anh, thì cũng nên sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn nào đó, thẳng thắn uy hát yêu ta đến tính mạng của anh. Còn loại chuyện động chân động tay lên một cái ghế như thế này, không giống với hành động của một gia tộc siêu cấp. Nhưng khi anh vừa động vào chiếc ghế mà Hứa Thánh Linh chỉ anh ngồi lên, thì chiếc ghế đó lập tức nổ tung thành nhiều mảnh. May mà Chu Dương phản ứng nhanh lẹ, dứt khoát lật người, đứng bật dậy, mới không gặp phải tình huống ngã phịch xuống đất. Chỉ là sau khi chuyện này xảy ra, sắc mặt của anh lập tức trở nên u ám. Trình độ vô liêm sỉ của Hứa gia dường như nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Anh biết phạm vi nhận thức của Hứa gia hẹp, nhưng anh lại không ngờ rằng lại tệ đến mức này. Lại có thể giở thủ đoạn còn con như vậy, đây có thực sự là một gia tộc siêu cấp hay không? Lúc này Chu Dương đột nhiên hiểu ra một đạo lý, đó là một gia tộc dù có lịch sử hùng hậu vững chắc bao nhiêu, tổ tiên để lại bao nhiêu thứ nổi bật thì đều không có chút quan hệ nào đến phạm vi nhận thức của gia tộc. Giống như chuyện có một ông chủ tự lập bằng hai bàn tay trắng, vô cùng tài giỏi, trong nháy mắt có thể nhìn ra bản chất phía sau của mọi thứ, đồng thời phạm vi nhận thức và tầm nhìn cũng rất đáng kinh ngạc. Nhưng điều này không có nghĩa, ông ta sẽ không có một đứa con phá sản, ngay cả khi con trai của ông ta không bị phá sản, vậy thì ông ta không thể đảm bảo rằng cháu trai của mình sẽ là một thứ tốt lành gì. Người với người đều không giống nhau, đừng cho rằng bởi vì nhìn thấy tổ tiên của Hứa gia rất tinh anh, văn võ song toàn, thì cho rằng bây giờ đám người Hứa gia ít nhiều sẽ giữ lại một số gen tốt của tổ tiên. Nghĩ đến đây, Chu Dương liền thoải mái hơn nhiều. Anh lạnh lùng nhìn đống gỗ nát của chiếc ghế bị vỡ vụn chê y mặt đất, sau đó bình tĩnh hỏi, Hứa gia chủ, đây là có ý gì? Hứa Thánh Linh không ngờ Chu Dương lại không bị ngã. Vốn dĩ ông ta đã chuẩn bị tốt một màn kịch, chờ đến khi Chu Dương bị ngã, thì sẽ để người hầu phụ trách rót trà đổ nước nóng lên người Chu Dương. Khi đó cả đám sẽ cùng nhau cười nhạo anh. Đương nhiên bọn họ biết rằng chuyện này không thể làm Chu Dương bị thương, bởi vì dù sao thì Chu Dương cũng là một hoàng đế võ giả. Nhưng bọn họ vẫn muốn làm như vậy, mục đích là để làm giảm bớt nhuệ khí của Chu Dương, đương nhiên,
đây chỉ là suy nghĩ của họ, loại hành vi này đơn giản chỉ là một mánh khóe nho nhỏ, hoàn toàn không xem xét tình hình chung. Nhưng suy nghĩ này của bọn họ đã bị vỡ tan tành, bởi vì Chu Dương chẳng những không bị ngã, thậm chí còn không có hề có nét mặt tức giận. Chương 988, quá ngang ngược. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao Chu Dương lại không tức giận? Nếu anh không tức giận, thì bọn họ sao có thể cười nhạo anh? Lúc này Hứa Thánh Linh và đám người Hứa gia đều ngượng ngùng lúng túng, bọn họ đã chuẩn bị tốt cho việc cười nhạo, nhưng kết quả Chu Dương không hề nói gì. Điều này cứ như thể bọn họ kìm nén cơn tức giận lại để tung một cú đấm nặng nề, nhưng cú đấm lại trúng bông nệm khiến họ cảm thấy khó chịu. Hứa gia chủ, chuyện này rốt cuộc là sao? Ông không định giải thích gì à? Chu Dương nheo mắt tiếp tục chất vấn. Hứa Thánh Linh lúng túng gãi đầu, rồi nói, ha ha, khiến cậu chê cười rồi. Có lẽ vì Hứa gia quanh năm không có khách, nên mấy cái ghế trong phòng khách cũng dần lão hóa rồi. Cậu yên tâm, chúng tôi tuyệt đối không phải làm nhầm vào cậu, chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi. Hứa Thánh Linh lại bổ sung thêm một câu nói để che đậy cho hành động vô liêm sỉ của bọn họ. Vốn dĩ muốn nhầm vào Chu Dương, nhưng bởi vì chuyện này không thành công, cho nên ông ta cũng sẽ không thừa nhận tất cả chuyện này đều là do ông ta cố ý lên kế hoạch. Chu Dương cũng không quan tâm đến lời giải thích qua loa của Hứa Thánh Linh, anh chỉ cười, rồi nói, hóa ra là như vậy. Vậy thì Hứa gia quả thật rất thảm hại, ghế ngồi ở phòng khách đã hỏng rồi mà lại không thường xuyên kiểm tra, không biết những nơi khác còn có vấn đề gì nữa hay không. Giọng điệu của Chu Dương rất bình thản, giống như chỉ là vô ý nói ra một chuyện nào đó. Nhưng những lời này lại khiến đám người Hứa gia cảm thấy chói tai. Đây rõ ràng là đang chế nhạo Hứa gia bọn họ. Nhưng bọn họ vẫn không thể phản bác lại được. Lúc này mấy người Hứa gia bao gồm cả Hứa Thánh Linh đều tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng chỉ có thể nuốt cơn giận này vào trong. Đúng là để tôi thấy một trò hề, Chu Dương nói thêm. Câu này của anh gần như khiến đám người Hứa gia tức đến mức muốn nhảy dựng lên, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn nhẫn nhịn. Dù sao bọn họ hoàn toàn không có khả năng phản bác lại, câu nói khiến Chu Dương phải chê cười cũng chính là câu mà Hứa Thánh Linh tự mình nói ra. Được rồi, chúng ta không nên thảo luận mãi về chuyện này nữa, cậu Chu, chúng ta hãy bàn bạc chuyện khác thôi. Hứa Thánh Linh bất lực, ông ta liền đổi đề tài nói chuyện, sau đó sai một đệ tử mang lên cho Chu Dương một chiếc ghế mới. Hóa ra, Hứa gia cũng còn có ghế mới, Chu Dương lại bổ sung thêm một câu. Cậu, Hứa Thánh Linh gần như không chịu nổi. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn kiềm chế. Lần này ông ta không phải là đối thủ của Chu Dương, bởi vì Chu Dương chiếm ưu thế tuyệt đối, trận đấu này ông ta hoàn toàn thua. Cách làm thông minh nhất là không nên quan tâm đến chuyện đó nữa, không để Chu Dương có thời gian tiếp tục chủ đề đó, mà phải mau chóng đổi sang chủ đề tiếp theo càng sớm càng tốt. Hứa Thánh Linh rất tự hào về sự thông minh của mình. Cậu Chu, tôi nghe nói cậu đã trở thành hoàng đế võ giả, Hứa Thánh Linh giả bộ không nghe thấy câu nói vừa nãy của Chu Dương. Ừ, cũng được coi là bước vào cảnh giới đó rồi, Chu Dương cũng không che giấu, mà thẳng thắn thừa nhận. Không có gì phải giấu giếm, nhất là khi đối mặt với Hứa gia, không phải là không thể giấu giếm nổi, mà là Chu Dương hoàn toàn không thèm giấu giếm. Ồ, cậu Chu đúng là tuổi trẻ đầy triển vọng, nhân tài như cậu. Một mình phải bôn ba bên ngoài quả thực là quá đáng tiếc. Bây giờ tôi có thể cho cậu một cơ hội, để cậu trở thành vệ sĩ của Hứa gia chúng tôi, cậu cảm thấy chuyện này thế nào? Hứa Thánh Linh thẳng thắn đưa ra giải pháp hòa bình. Đương nhiên ông ta không phải thực sự có ý muốn mời Chu Dương. Có thể nói rằng chuyện này chính là muốn Chu Dương phải chết. Bởi vì thực lực của Chu Dương quá mạnh, Hứa gia hoàn toàn không có gì đảm bảo được rằng có thể khống chế được Chu Dương. Phạm vi nhận thức của Hứa gia lại quá hạn hẹp, bọn họ chưa từng nghĩ đến chuyện hợp tác khi gặp phải một người tài có 102, trong đầu bọn họ chỉ có một suy nghĩ đó chính là người nào giỏi hơn bọn họ thì đều phải chết. Thực ra đây cũng có một cái bẫy nhỏ, bọn họ cho rằng sau khi đưa ra yêu cầu này, Chu Dương nhất định sẽ nịnh nọt và đồng ý. Bởi vì bọn họ vẫn luôn là đối thủ của Chu Dương, hơn nữa họ cũng tin rằng Hứa gia chắc hẳn đã mang đến cho Chu Dương không ít áp lực. Cho nên khi một đối thủ mạnh như bọn họ đột nhiên muốn mời Chu Dương đến làm vệ sĩ, thì Chu Dương nhất định sẽ rất hào hứng, thậm chí còn cảm kai iota CS bọn họ.
Đến lúc đó, họ sẽ từ chối Chu Dương, để khiến anh mất mặt. Đúng vậy, bởi vì người của Hứa gia sống cách xa xã hội quá lâu, nên phạm vi nhận thức của bọn họ quá nhỏ bé, nhỏ đến mức độ này. Bọn họ chưa từng nghĩ đến việc Hứa gia sẽ thực sự thất bại, bọn họ chỉ một lòng nghĩ cách khiến Chu Dương bị nhục nhã, khiến Chu Dương phải mất mặt một lần. Nhưng thật không may, kế hoạch lần này của bọn họ lại thất bại. Bởi vì Chu Dương thẳng thừng từ chối bọn họ, thật xin lỗi, tôi không thích Hứa gia cho lắm, vì thế không có ý định trở thành vệ sĩ của các ông. Chu Dương thản nhiên nói. Hứa Thánh Linh vẫn chưa thể phản ứng lại, bởi vì lúc đó ông ta cảm thấy rằng Chu Dương nhất định sẽ đồng ý. Ha ha, cậu đã không thích Hứa gia, cho nên không có ý định trở thành vệ sĩ của Hứa gia cái gì. Cậu nói cậu không thích Hứa gia ư? Nói được một nửa, Hứa Thánh Linh đột nhiên phản ứng lại. Chuyện này là sao? Câu cảm ca yêu ta siết đâu? Câu nịnh nọt đâu? Câu nói không thích Hứa gia là sao? Trong kịch bản có câu này đâu? Hứa Thánh Linh sững sờ nhìn Chu Dương, trong phút chốc không biết nên đáp lại thế nào. Đúng vậy, tôi không thích Hứa gia các ông. Chu Dương không thay đổi sắc mặt nhìn một lượt đám người Hứa gia trong phòng khách, sau đó bình thản đánh giá một câu, Hứa gia quả thực quá rác rưởi, năng lực, bố cục và đều không có, thậm chí thực lực chỉ thuộc loại bình thường, ngay cả một hoàng đế võ giả cũng không có, sao tôi phải làm vệ sĩ cho các ông? Chu Dương nói rất tự nhiên, bởi vì đây là những lời xuất phát từ tận đáy lòng của anh. Đừng nói bản thân Chu Dương không có thiện cảm với Hứa gia, gia tộc bẩn thỉu thối nát này chỉ vì muốn lấy một viên ngọc trong tay anh, mà đã tìm cách tấn công công ty danh dương của anh, sau đó lại tìm cách mua chuộc của những người bên cạnh anh, thậm chí bọn họ còn muốn bắt cóc mẹ của anh. Những điều mà gia tộc này đã gây ra cho Chu Dương, đã hoàn toàn khiến Chu Dương không thể tha thứ cho bọn họ. Hơn nữa, Chu Dương đúng là đang coi thường bọn họ, cho dù Hứa gia không làm ra những chuyện này thì Chu Dương cũng sẽ không bao giờ làm vệ sĩ của bọn họ. Những người có suy nghĩ khác nhau thì tốt nhất là không nên hợp tác. Chỉ là câu nói này của anh đã thực sự khiến Hứa Thánh Linh nổi điên. Cậu nhóc, có phải cậu quá ngông cuồng rồi không? Hứa Thánh Linh hung hăng đập bàn, đứng bật dậy hét lớn. Chu Dương gật đầu, đúng vậy. Tôi ngông cuồng đấy thì sao? Nhưng tôi có năng lực này, tôi muốn ngông cuồng ngang ngược ở Hứa gia của các ông có thể làm được gì? Chương 989, thử thách của Hứa gia. Chu Dương biết rằng lần này tới Hứa gia sẽ xảy ra chuyện. Thậm chí Hứa gia sẽ đe dọa đến tính mạng của anh. Nhưng anh vẫn tới, vì vậy trong lòng Chu Dương hoàn toàn không hề sợ hãi, cũng không cần thiết phải che giấu điều gì. Anh không cần phải bày ra âm mưu quỷ kế nào mà chỉ cần đường đường chính chính tiếp nhận tất cả những âm mưu của Hứa gia là được. Chu Dương và Hứa Thánh Linh nhìn nhau chằm chằm, trong ánh mắt anh không hề lo sợ. Hứa Thánh Linh nghiến răng nói, được, được lắm, cậu kiêu ngạo đúng không? Cậu nhóc, nếu cậu đã kiêu ngạo như vậy, thì có dám chấp nhận thử thách của Hứa gia chúng tôi không? Hứa Thánh Linh thở hổn hển nói. Lời này vừa nói ra liền khiến ông ta lập tức thấy hối hận. Vốn dĩ đây là một cạm bẫy, là cỗ máy giết người lớn nhất mà bọn họ dùng để đối phó với Chu Dương. Vì vậy bọn họ dự tính dùng thủ đoạn thâm hiểm để lừa Chu Dương vào trong thử thách. Chứ không phải nói thẳng ra như lúc này. Nói thẳng ra ngộ nhỡ Chu Dương từ chối phải làm sao? Không, Chu Dương nhất định sẽ từ chối. Hơn nữa sau khi Chu Dương từ chối, trong lòng sẽ cảnh giác hơn, sẽ không bao giờ tham gia vào thử thách của bọn họ nữa. Chỉ cần anh không tham gia vào, bọn họ sẽ không có cách nào đối phó được với anh. Những người khác trong Hứa gia lập tức căng thẳng. Nếu hôm nay Chu Dương từ chối, bọn họ cũng không thể giữ anh lại, cứ như vậy sau này bọn họ có muốn đối phó với Chu Dương cũng sẽ vô cùng khó khăn. Hoặc là nói nhận thức của đám người Hứa gia rất hạn hẹp, có nhiều chuyện bọn họ hoàn toàn chưa suy nghĩ toàn diện, chỉ mới nghe tin Chu Dương đã trở thành hoàng đế võ giả liền vội vã muốn diệt trừ tận gốc. Hứa gia quả thực có một cách đối phó với hoàng đế võ giả, đó chính là thử thách của hoàng đế, là một trận pháp mà tổ tiên Hứa gia truyền lại. Không ai biết rốt cuộc trận pháp này thế nào, ngay cả người Hứa gia cũng không biết. Bởi vì trận pháp này quá nguy hiểm, cho dù là hoàng đế võ giả đi vào, khả năng rơi xuống dưới là rất lớn. Đây chính là tất cả sức mạnh của Hứa gia, cũng là điều mà bọn họ tin tưởng,
gia tộc của mình có thể đánh bại hoàng đế võ giả. Vì vậy bọn họ vội vàng mời Chu Dương đến đây, mục đích chính là lợi dụng trận pháp này để đánh bại anh. Nhưng bọn họ hoàn toàn chưa từng nghĩ tới việc ngộ nhỡ Chu Dương không vào trong thử thách thì phải làm sao. Bây giờ sự việc xảy ra rồi bọn họ mới bắt đầu căng thẳng. Chu Dương hờ hững nhìn bọn họ, nhanh chóng hiểu ra trong đầu bọn họ đang nghĩ gì. Sau đó khóe miệng anh thoáng qua một nụ cười sâu xa. Vào trong thử thách đó của các ông sao, xin lỗi tôi không hứng thú, không muốn vào. Chu Dương cười nhếch mép nói. Đương nhiên không phải anh không dám vào trong thử thách, ngược lại anh còn vô cùng mong đợi thủ đoạn bên trong của Hứa gia rốt cuộc là gì. Nhưng nhìn dáng vẻ căng thẳng của đám người này, Chu Dương lại muốn trêu chọc bọn họ. Tôi không vào đấy, các người làm được gì nào? Đám người Hứa gia quả thực không còn cách nào. Hứa Thánh Linh nghiến răng nói, không phải cậu rất ngang ngược sao? Ngang ngược thì vào trong thử thách đó đi. Tôi vô cùng ngang ngược, Chu Dương suy nghĩ một lúc, sau đó giơ tay ra tát Hứa Thánh Linh một bạt tai, tôi như thế này cũng được xem là vô cùng ngang ngược rồi chứ, nhưng tôi không muốn vào trong thử thách gì đó của các ông. Tôi cảm thấy như vậy không hề mâu thuẫn, tôi ngang ngược chính là muốn khiến cho các ông không thoải mái, chứ không phải các ông bảo tôi làm gì thì tôi làm cái đấy. Nếu như tôi nghe theo các ông hết, làm sao còn có thể gọi là ngang ngược nữa? Chu Dương cười khinh thường, nói. Đám người Hứa gia giận sôi máu. Tên Chu Dương này thực sự quá ngang ngược, quá kiêu ngạo rồi. Thậm chí còn đánh gia chủ của bọn họ một bạt tai. Tát thẳng vào mặt là một sự sỉ nhục. Nhưng Hứa gia bọn họ lại không làm gì được. Chu Dương hoàn toàn không bị mắc lừa thủ đoạn duy nhất của bọn họ có thể làm gì? Cậu không vào thử thách chính là đồ nhát gan, Hứa Thánh Linh thử dùng cách khích tướng. Nhưng những lời này nghe như thế nào cũng cảm thấy giống cách khích tướng của học sinh cấp tiểu học. Là do Hứa gia đã ngăn cách với thế giới bên ngoài quá lâu rồi sao? Học sinh tiểu học thường chỉ vào mũi người khác và nói rằng, đồ nhát gan, không dám vào lớp. Đương nhiên Chu Dương sẽ không bị mắc lừa. Anh nở nụ cười hời hợt, trệ y mặt hoàn toàn không có biểu cảm khó chịu nào. Anh bước đến trước mặt Hứa Thánh Linh rồi tát ông ta thêm một cái, ông nói tôi nhát gan. Bây giờ thì thấy rõ rồi chứ. Đánh ông già này Chu Dương không hề cảm thấy áy náy. Dẫu sao trước kia anh hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của Hứa gia, là gia tộc này vô duyên vô cớ tìm anh gây sự. Thậm chí còn suýt chút nữa uy hát yêu ta đến người bên cạnh anh, ví dụ như Thẩm Bích Quân, hay mẹ anh, giả sử anh không đến kịp lúc, thì bây giờ bọn họ đều đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Mà bàn tay đứng sau tất cả chính là ông già này. Vì vậy Chu Dương đánh ông ta nhưng không hề thấy áy náy. Hứa Thánh Linh bị đánh liên tiếp hai cái, đột nhiên không biết nên nói gì. Ông ta sợ nếu mình nói tiếp sẽ bị Chu Dương tát thêm cái thứ ba. Điều này khiến trong lòng ông ta bực bội đến cực điểm. Nói đi, tôi không có can đảm sao, Chu Dương tiếp tục truy hỏi. Cậu có, Hứa Thánh Linh chỉ có thể bất lực thừa nhận. Thừa nhận nhanh vậy ư, tôi nói Hứa gia các người mới là đồ hèn nhát, ông nói có đúng không, Chu Dương nheo mắt, cười nhếch mép hỏi. Chắc chắn nếu như không trả lời Hứa Thánh Linh sẽ lại bị đánh. Thay vì bị đánh đập một trận sau đó thừa nhận mình hèn nhát, chi bằng bây giờ cứ thừa nhận, vì thế Hứa Thánh Linh đứng trước mặt mọi người nói Hứa gia bọn họ hèn nhát. Cảnh tượng này khiến đám người Hứa gia điên tiết tới mức suýt chút nữa bốc hỏa. Chê y thế giới sao có thể có chuyện bực bội như vậy chứ? Hơn nữa bọn họ còn là gia tộc ẩn giật Hứa gia. Nhìn đám người này bị giày vò kha khá rồi, Chu Dương tự đắc quay về ghế của mình, hai chân bắt chéo, nhàn nhã nói, xem ra các ông thực sự rất hy vọng tôi vào thử thách gì đó. Nhưng tôi cũng nói rồi, tôi không thể nghe theo mệnh lệnh của các ông. Hay là các ông thử cầu xin tôi, có lẽ tôi có thể suy nghĩ một chút. Cầu xin, đôi mắt Hứa Thánh Linh rực sáng, chẳng lẽ Chu Dương thực sự sẽ vào trong thử thách đó sao? Nếu như vậy, ông ta cũng sẽ không ngại mà cầu xin Chu Dương, ông ta vốn đã không còn chút tự trọng nào nữa rồi. Đúng, cầu xin tôi, nếu như có thành ý, tôi sẽ suy nghĩ lại, Chu Dương ung dung nói. Tôi cầu xin cậu hãy vào thử thách kia đi. Hứa Thánh Linh không chút do dự nói. Chu Dương nhíu mày, thế này thật không có thành ý.
Chương 990, quá vô liêm sỉ. Mặc dù đối với Hứa Thánh Linh, ông ta có thể cúi đầu xuống đi cầu xin Chu Dương đã là chuyện rất hiếm có. Nhưng Chu Dương tuyệt đối không dễ dàng đồng ý với ông ta như vậy. Thật nực cười, chủ ý của Hứa Thánh Linh là nghĩ cách để giết chết anh. Mặc dù chê y danh nghĩa là tham gia vào thử thách gì đó nhưng thực tế Chu Dương hiểu rất rõ, e rằng bản thân có là hoàng đế võ giả, sau khi vào trong thử thách cũng lành ít dữ nhiều. Nếu không sức mạnh của Hứa gia sẽ không lớn như thế. Anh không quá để tâm nhưng điều này không đồng nghĩa với việc anh sẽ để cho Hứa gia thoải mái. Hứa gia chủ, tôi cảm thấy hình như ông không muốn để tôi vào trong thử thách này lắm, bằng không sao lại không có chút thành ý nào như vậy, Chu Dương hờ hững nói. Hứa Thánh Linh sững sờ một lát, sau đó nghiến răng, được rồi Chu Dương, cậu đừng chần chừ nữa, thử thách này cậu cho tôi một câu chính xác, rốt cuộc có vào hay không? Nếu như vào, cần tôi trả cái giá như thế nào, cứ nói thẳng là được. Ông già này cũng không phải không có đầu óc. Xem ra chỉ số thông minh của ông ta không phải chỉ ngang với một con chuột. Ông ta đã nhận ra Chu Dương đang chơi xỏ mình. Nhưng ông ta nhận ra thì đã sao? Chu Dương cũng hoàn toàn không có ý định che giấu ý định chơi xỏ ông ta. Tôi có một điều kiện rất rõ ràng, nhưng lời chuẩn xác mà ông muốn thì không có. Tôi sẽ không đồng ý ngay với ông sẽ vào trong thử thách, nhưng nếu như ông có thể làm được điều kiện mà tôi đưa ra, thì tôi có thể suy nghĩ thêm. Chu Dương bình tĩnh nói. Anh hoàn toàn không hề sợ hãi, nói thẳng ra bây giờ Hứa gia không thể làm gì anh, Hứa gia có thể nói đang ở thế bất lợi. Bọn họ muốn lật ngược tình thế, cơ hội duy nhất là để Chu Dương vào trong thử thách kia. Vì vậy chỉ dựa vào điểm này, Chu Dương tin rằng giới hạn của bọn họ vô cùng thấp. Chỉ cần anh không nói ra điều kiện khiến Hứa gia bị tiêu diệt, có lẽ Hứa Thánh Linh sẽ đồng ý tất cả các điều kiện của anh. Nhưng Hứa Thánh Linh lại phản bác, cậu chơi xỏ tôi, cậu không nói lời chuẩn xác, tôi dựa vào đâu mà đồng ý điều kiện của cậu. Sau khi tôi đồng ý điều kiện của cậu, cậu vẫn chưa chắc sẽ tham gia vào thử thách thì sao? Ông già nãy vẫn muốn đàm phán điều kiện với Chu Dương. Nhưng ông ta dường như không ý thức được rằng bây giờ ông ta hoàn toàn không có tư cách ra điều kiện với Chu Dương. Là như thế sao? Chu Dương nheo mắt lại. Khẽ cười nói, nếu đã như vậy thì không còn gì để nói nữa. Không có gì để nói vậy tôi về luôn đây, hy vọng có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Đương nhiên lần sau khi chúng ta gặp lại là thân phận gì, sẽ xảy ra chuyện gì, tôi cũng không biết được. Chu Dương đang ám chỉ với Hứa Thánh Linh, nếu như bây giờ ông ta để anh đi sẽ giống như thả hổ về rừng. Hứa Thánh Linh không nói gì, những người khác của Hứa gia cũng không dám lên tiếng. Trong cả phòng khách chỉ có tiếng bước chân của Chu Dương đi ra ngoài. Vào lúc Chu Dương sắp đi tới cửa, Hứa Thánh Linh cuối cùng cũng không nhẫn nhịn được nữa. Đứng lại, nói điều kiện của cậu đi. Sau khi nói ra câu này, Hứa Thánh Linh trong chớp mắt như đã già đi vài tuổi. Đây chắc chắn là một cuộc đàm phán đáng xấu hổ. Chu Dương hoàn toàn không đồng ý bất kỳ chuyện gì, chỉ nói có thể suy nghĩ thêm bản thân có vào thử thách hay không. Còn Hứa gia lại phải đồng ý một điều kiện mà anh tùy ý đưa ra. Nhưng ai bảo bọn họ quả thực không phải đối thủ của Chu Dương chứ? Bọn họ chỉ có thể liều một phen. Nghĩ thông suốt rồi sao, Chu Dương khẽ cười, quay trở lại chỗ ngồi. Vậy thì tốt, sớm biết dù thế nào cũng phải đồng ý, sao còn phải phí sức lực làm gì chứ? Thật ra con người tôi vô cùng lương thiện, tuyệt đối không làm khó các ông. Hứa gia chỉ cần quyên góp 1 tỷ cho quỹ từ thiện, tôi sẽ suy nghĩ vào trong thử thách, ông thấy thế nào? Chu Dương mỉm cười nói. Trong mắt Chu Dương ông ta hoàn toàn không có quá nhiều uy hát yêu ta, vì vậy thực ra anh cũng không mong muốn Hứa gia làm được gì cho anh. Đưa ra điều kiện này đơn thuần chỉ là vì muốn làm khó Hứa gia. Hơn nữa Hứa gia là gia tộc có tội ác chồng chất. Để bọn họ đi quyên góp một số tiền lớn cho quỹ từ thiện dường như cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Vì vậy Chu Dương mới đưa ra điều kiện này. Còn Hứa gia sau khi nghe điều kiện này, phản ứng đầu tiên của Hứa Thánh Linh là từ chối. Không thể được, Hứa Thánh Linh hét lớn, sao cậu không đi cướp đi, là 1 tỷ đấy. Hứa gia không được xem là quá giàu có hay là một gia tộc siêu lớn mạnh, tài sản của bọn họ đương nhiên có hạn. Tổng tài sản của cả gia tộc cũng chỉ khoảng 10 tỷ, còn không lớn bằng quy mô của công ty Danh Dương.
Vì vậy muốn bọn họ đưa ra 1 tỷ, điều này đối với Hứa gia thật sự là tổn thất lớn. Tuy nhiên Chu Dương không hề thương hại bọn họ. Tổn thất quá lớn sao? Thứ mà Chu Dương muốn chính là hiệu quả này. Không thể sao, vậy được, chúng ta có duyên gặp lại. Cậu có thể đừng đàm phán một câu không được liền rời đi được không? Hứa Thánh Linh không nói nên lời, ông ta thật sự không dám để Chu Dương quay về. Đàm phán không được tôi còn ở lại đây làm gì? Chu Dương hỏi ngược lại. Hứa Thánh Linh nguôi giận, ông ta trầm mặc một lúc sau đó nhỏ giọng thương lượng với những người khác trong Hứa gia, lần này mới quyết định đồng ý với điều kiện của Chu Dương. Sau đó dưới sự giám sát của Chu Dương, bọn họ đã giấu tên chuyển số tiền 1 tỷ cho quỹ từ thiện. Chu Dương hài lòng gật đầu, phải thế chứ, Hứa gia các ông thật sự là người tốt. Chúc người tốt như các ông một đời bình an, vậy tôi đi trước đây. Sau khi nói xong, Chu Dương lại quay người rời đi. Hứa Thánh Linh đột nhiên hoảng sợ, chờ đã, sao cậu lại đi? Tiền tôi đã chuyển qua rồi mà. Đúng thế, ông chuyển qua đó có liên quan gì tới tôi chứ? Chu Dương hỏi ngược lại. Không phải cậu đã đồng ý chỉ cần tôi chuyển tiền qua đó cậu sẽ suy nghĩ thêm về việc tham gia thử thách sao? Tôi suy nghĩ xong rồi, quyết định không vào nữa, có vấn đề gì sao? Hứa Thánh Linh và đám người Hứa gia đều sững sờ. Bọn họ từng gặp người không biết xấu hổ nhưng trước giờ chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như Chu Dương. Nhanh như vậy đã suy nghĩ xong. Đây vốn dĩ là anh không hề suy nghĩ, Chu Dương từ sớm đã quyết định xong, trước giờ chưa từng có ý định đồng ý với yêu cầu của bọn họ. Cậu thật vô liêm sỉ, Hứa Thánh Linh nghiến răng nghiến lợi gào lên. Hứa gia đã quyên góp 1 tỷ đấy. Ồ, Chu Dương hờ hững đáp lại một tiếng. Có lẽ ông nói đúng. So với gia tộc có tầm lòng từ bi như Hứa gia, tùy tiện có thể quyên góp 1 tỷ, tôi quả thực là vô liêm sỉ, tôi cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình. Chu Dương cúi đầu, tỏ vẻ tự thấy hổ thẹn. Chương 991, tham gia cuộc thử thách. Bề ngoài Chu Dương dường như thực sự rất hổ thẹn, nhưng thực tế, hành động này hoàn toàn là không biết xấu hổ. Anh muốn khiến người Hứa gia tức chết. Thực ra, Chu Dương đã quyên góp khá nhiều tiền cho các tổ chức từ thiện. Là một người đàn ông có tinh thần trách nhiệm, Chu Dương hiểu rất rõ việc báo đáp ân tình. Đương nhiên, việc anh quyên góp tiền là tự nguyện, hơn nữa còn rất vui vẻ, không có ai ép buộc. Khác hoàn toàn với Hứa gia luôn chú trọng việc khuyết trương gia tộc. Hứa gia bị ép buộc phải quyên góp 1 tỷ, đây là chuyện vô cùng đau xót với họ. Lúc này, Chu Dương giả bộ bản thân vốn chưa từng quyên góp tiền, sau đó lại tỏ vẻ hổ thẹn. Đám người Hứa gia thấy vậy liền cảm thấy thẹn quá hóa giận. Cậu, Chu Dương, cậu thật quá đáng, Hứa Thánh Linh tức đến mức suýt hộc máu. Vốn dĩ, bọn họ mời Chu Dương đến, là muốn sỉ nhục Chu Dương một phen, sau đó lừa Chu Dương tham gia thử thách rồi tra tấn anh đến chết. Nhưng tình huống trước mắt gần như trái ngược với suy nghĩ của họ. Sau khi đến Hứa gia, Chu Dương đã làm những gì? Ban đầu chế giễu Hứa gia bọn họ quá thảm hại. Ngay cả một cái ghế tựa cũng không có, sau đó còn đánh Hứa Thánh Linh, thái độ hết sức kiêu ngạo. Đến cuối cùng lại chơi bọn họ một vố ác liệt, lừa của họ 1 tỷ. Phải biết rằng, 1 tỷ này là một số tiền không hề nhỏ với Hứa gia. Quan trọng là từ đầu đến cuối, Hứa gia không nói nổi một câu phản bác, kết hợp mấy tình huống này lại, có thể khiến người của Hứa gia sống dở chết dở. Quá đáng, Chu Dương ngẩng đầu. Vẻ mặt mơ hồ hỏi, tôi đã làm gì chứ? Từ đầu đến cuối, chúng ta đều nói chuyện rất hợp tình hợp lý, không phải sao? Vẻ mặt Chu Dương vô tội, tôi lừa mấy người cái gì nào? Nói mấy người quyên góp 1 tỷ, vốn dĩ tôi cũng không đồng ý với các người cái gì hết, chỉ nói rằng sẽ suy nghĩ thôi mà, bây giờ tôi suy nghĩ xong rồi, câu trả lời là không muốn đi, mấy người có thể làm gì được tôi? Tôi đâu có lừa các người. Nghe thấy vậy, Hứa Thánh Linh tức đến mức nôn ra máu. Một người sống sờ sờ mà tức đến nỗi ói máu, đây tuyệt đối là sự sỉ nhục khắc sâu tận xương tủy. Nhục nhã hơn là ông ta không có cách nào phản kháng lại Chu Dương, chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Nhìn Hứa Thánh Linh tức đến ói máu, Chu Dương bỗng nhiên thấy thoải mái hơn nhiều. Và lại, mọi chuyện gần như đã xong, đến lúc nên đồng ý với ông già này rồi. Suy cho cùng. Chu Dương cũng rất tò mò về thử thách này, dù sao đó cũng là con át chủ bài của Hứa gia.
Nói là át chủ bài, nhưng đồng thời còn có ý nghĩa rằng, thử thách đó là tinh hoa lưu truyền ngàn năm của Hứa gia. Có thể bây giờ Hứa gia đã đánh mất khá nhiều. Chẳng hạn như, nhận thức của đám người Hứa gia hiện giờ đã rất hạn hẹp. Thế nhưng, những thứ Hứa gia sở hữu vẫn còn rất nhiều, mà con át chủ bài trong thử thách này, chính là tinh hoa lưu truyền ngàn năm của Hứa gia. Chu Dương rất tò mò về điểm này, anh vốn dĩ không định từ bỏ. Nếu sớm biết đến cuộc thử thách này, sợ là dù Hứa gia không cho anh gia nhập, anh cũng sẽ tìm cách vào xem thử. Về phần có nguy hiểm hay không, Chu Dương chưa từng nghĩ đến. Hoàng đế võ giả và trái tim hoàng đế có ý nghĩa thế nào? Đó chính là bá đạo, là không được lùi bước. Nếu sợ nguy hiểm mà ngừng khám phá, vậy thì Chu Dương sẽ không bao giờ có thể trở thành hoàng đế võ giả chân chính. Đây cũng là nguyên nhân vì sao phần lớn tông sư võ giả không thể trở thành hoàng đế võ giả. Cho dù một người mạnh như ông Tổ Hoa gia, thông qua tài năng tu luyện của bản thân, cưỡng ép thay đổi chân khí vốn có của mình, nâng thực lực lên cấp bậc hoàng đế võ giả, nhưng vẫn không có cách nào có được trái tim hoàng đế. Điều này, có thể thấy được thông qua cách ông ta cưng chiều Hoa Thần Vũ. Vì tồn tại khuyết điểm này nên có thể nói, cả đời này ông Tổ Hoa gia dù có dùng bất cứ cách nào, cũng chỉ có thể dừng bước ở cấp bậc bán hoàng, không thể thăng tiến lên hoàng đế võ giả. Mà Chu Dương có thể thuận lợi trở thành hoàng đế võ giả, có liên quan rất nhiều đến tính cách của anh. Anh nhất định phải vào cuộc thử thách của Hứa gia. Vì vậy anh nói, thôi vậy, tôi không đùa mọi người nữa, bộ dạng Hứa gia thế này thật đáng thương quá. Vậy đi, mấy người đồng ý với tôi một điều kiện, tôi nhất định sẽ tham gia thử thách mà mấy người nhắc đến, không cần suy nghĩ nữa, được chứ? Chu Dương thản nhiên nói. Hứa Thánh Linh không kịp nghĩ đến lời Chu Dương nói Hứa gia đáng thương có ý xúc phạm thế nào, ông ta lập tức trở nên phấn khởi. Dù sao trước mặt Chu Dương bọn họ cũng chẳng có tôn nghiêm gì nữa, sỉ nhục thì sỉ nhục đi, đâu phải chỉ mới một lần. Nếu có thể khiến Chu Dương tham gia thử thách, mọi thứ đều xứng đáng. Được, nói đi, Hứa Thánh Linh đồng ý. Là thế này, ông chuyển cho tôi thêm 1 tỷ nữa đi, 1 tỷ trước mắt là ông quyên góp làm từ thiện, nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Dù sao tôi cũng đồng ý sẽ tham gia thử thách đó rồi. Vậy thì mấy người chuyển 1 tỷ cho tôi đâu có gì khó. Vẻ mặt Chu Dương vẫn rất vô tội, tựa như những lời anh nói hết sức bình thường, hơn nữa còn ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng. Hứa Thánh Linh đáp lại, cậu không thể đưa ra yêu cầu khác sao? Lại là 1 tỷ, thực sự coi Hứa gia bọn họ là máy rút tiền đấy à? 2 tỷ này, tương đương với 1/5 tài sản của cả Hứa gia đấy. Chê y gương mặt ông ta lộ rõ vẻ đau đớn. Khóe miệng khẽ co giật. Nhưng ông ta vẫn đồng ý. Hết cách rồi, ông ta tổn thất tiền tỷ, mục tiêu chính là giết Chu Dương. Mà lúc này nếu không tiếp tục bỏ thêm 1 tỷ nữa, thì 1 tỷ trước đó sẽ bị lãng phí. Và lại, ông ta căn bản không dám thả Chu Dương quay về. Chu Dương chính là hoàng đế võ giả. Để cho kẻ thù là hoàng đế võ giả bình an rời đi, thì Hứa Thánh Linh không thể gánh vác được cái giá sau này phải trả. Trước đó, bọn họ luôn dõi theo Chu Dương, chẳng qua là để ý đến viên ngọc của Chu Dương mà thôi. Còn bây giờ, Chu Dương đã trở thành hoàng đế võ giả, bọn họ coi như mất đi cơ hội có được viên ngọc đó. Nhưng nếu Chu Dương chết rồi thì sao? Vậy thì viên ngọc đó chẳng phải sẽ thuộc về Hứa gia sao? Dù Chu Dương giấu viên ngọc đó kỹ thế nào đi nữa. Chỉ cần Chu Dương chết rồi, Hứa gia bọn họ sẽ có thể thống trị cả thành phố Đông Hải. Khi ấy dù Chu Dương giấu ngọc ở đâu, bọn họ cũng có thể tìm ra. Bởi vì bọn họ có đủ bản lĩnh đảo lộn toàn bộ Đông Hải. Giết Chu Dương, lấy viên ngọc và thống trị thành phố Đông Hải, dùng 2 tỷ đổi lấy những thứ này thì không phải là nhiều. Chương 992, hình bóng giống Chu Dương. 2 tỷ là con số rất lớn, đặc biệt là đối với kiểu gia tộc vốn không giàu có như Hứa gia, đột nhiên lại bị Chu Dương lừa mất 2 tỷ. Có thể nói là tổn hại nặng nề. Nhưng Hứa Thánh Linh vẫn rất vui vẻ chi trả. Sau khi lấy được 2 tỷ, Chu Dương cũng không dài dòng thêm nữa, nói đi, thử thách của các ông đang ở đâu? Tôi qua xem xét. Phải khẩn trương, ngày mai tôi phải tham gia hội nghị giao lưu ngành mỹ phẩm ở thành phố Đông Hải nữa. Chu Dương thoải mái nói, nhưng trong lòng Hứa Thánh Linh lại ngấm ngầm châm chọc,
còn nghĩ ngày mai tham gia hội nghị ư? Đợi sau khi cậu đi, mạng cũng mất rồi, cậu lấy gì mở cuộc họp? Đúng là một tên ngốc. Lúc này mọi nhục nhã trong lòng Hứa Thánh Linh do Chu Dương đem lại đều đã tan thành mây khói. Trước đây cậu kiêu ngạo thì đã sao? Bây giờ không phải sắp chết rồi à? Thắng lợi cuối cùng vẫn thuộc về tôi. Mà cậu, chẳng qua chỉ là một tên ngốc mà thôi. Những người khác của Hứa gia cũng nghĩ như vậy. Ha ha, hoàng đế võ giả, tôi còn cho rằng ghê gớm cỡ nào chứ, kết quả vẫn không phải là một tên không có đầu óc. Gạch nối dài. Đúng vậy, tên Chu Dương này mặc dù là người tu hành, trẻ tuổi như vậy đã trở thành hoàng đế võ giả, nhưng đáng tiếc cái đầu của hắn dường như không có tác dụng lắm. Rõ ràng có thể rời đi, nhưng lại khăng khăng muốn ở lại tham gia thử thách, ban đầu tôi còn hơi lo lắng, nhưng bây giờ xem ra tôi đã quá xem trọng anh ta rồi. Mọi người nhao nhao châm biếm. Trong mắt bọn họ, lần này Chu Dương thật sự chết chắc rồi. Nhưng bọn họ không biết, chính bởi vì kiểu, ngu xuẩn, này nên Chu Dương mới có thể thật sự trở thành hoàng đế võ giả. Gạch nối dài gạch nối. Không có trái tim hoàng đế dũng cảm bá đạo thì không thể trở thành hoàng đế võ giả. Vì thế, Chu Dương cũng không quan tâm lời châm biếm của họ, đám người đã đi đến sân sau của Hứa gia dưới sự chỉ dẫn của Hứa Thánh Linh. Sân sau có một căn phòng bí mật này có lịch sử nghìn năm, nhưng với người Hứa gia mà nói, bọn họ cũng chưa có ai từng bước vào căn phòng bí mật này. Bởi vì quá nguy hiểm. Thử thách của Hoàng đế. Căn phòng bí mật này chính là cửa vào cuộc thử thách của Hoàng đế. Sau khi bước vào thử thách của Hoàng đế thì tuyệt đối không có đường lui. Hoặc là thử thách thành công, hoặc là rơi xuống đó. Đương nhiên, trong mắt người Hứa gia, căn bản không tồn tại chuyện thử thách thành công, căn phòng bí mật này đã trở thành một loại thủ đoạn hành hạ người khác của bọn họ. Không nghe lời đúng không, tôi sẽ ném bạn vào trong căn phòng bí mật. Những người ở Hứa gia cứ nói đến căn phòng bí mật liền biến sắc, có thể nói là căn phòng bí mật này chính là một danh từ khủng gây idiota ở Hứa gia. Vì thế sau khi nghe Chu Dương đồng ý vào căn phòng bí mật, tất cả mọi người đều cảm thấy anh chết chắc rồi. Đương nhiên Chu Dương cũng có thể nhìn thấy phản ứng của những người này. Nhưng trong lòng anh không có chút dao động. Anh nhún người nhảy lên, tiến vào căn phòng bí mật. Vào rồi kìa, thằng nhóc đó cuối cùng cũng chết rồi. Đám người Hứa gia vui mừng reo hò. Chúng ta thắng rồi. Bây giờ, Hứa gia chúng ta đã có thể chính thức xưng bá Đông Hải rồi, cũng không có gì có thể ngăn cản chúng ta nữa. Gạch nối dài gạch nối. Tôi phải bắt toàn bộ những người từng ủng hộ Chu Dương, sau đó treo lên đánh, để chúng biết rốt cuộc ai mà là bá chủ của Đông Hải. Nghe nói vợ của Chu Dương vô cùng xinh đẹp, hơn nữa trong số cô gái từng ủng hộ cậu ta cũng rất nhiều người xinh đẹp, ví dụ như Thẩm Bích Quân. Thậm chí còn có một ngôi sao nổi tiếng tên là Tô Hiểu Manh, bây giờ những cô gái này đều là người của Hứa gia chúng ta rồi, chúng ta phải để bọn họ mãi mãi cầm tù ở Hứa gia. Biến thành đồ chơi của chúng ta. Đám người Hứa gia đã bắt đầu ảo tưởng về cảnh thống trị Đông Hải. Còn về Chu Dương đang âm thầm thán phục. Hứa gia không hổ là gia tộc ẩn giật kế thừa nghìn năm lịch sử. Cho dù người Hứa gia bây giờ đều vô cùng ngu xuẩn, nhưng bọn họ tiếp tục kế thừa những thứ này thật sự có thể nói là báu vật. Chu Dương nhảy từ cửa xuống căn phòng bí mật vô cùng đơn giản này, lại mất 2 phút mới chạm đất. Cơ thể rơi tự do 2 phút là khái niệm gì? Căn phòng bí mật này chẳng lẽ có độ sâu mấy chục mét? Nhưng chê y thực tế cũng không phải như vậy, bởi vì sau khi Chu Dương chạm đất, phát hiện bản thân dường như đã thoát khỏi lực hút của trái đất, chỉ cảm giác rơi xuống từ độ cao mười mấy mét, lực ma sát khi chạm đất không hề lớn. Đây là một hiện tượng vô cùng thần kỳ. Hoàng đế võ giả cũng không biết bay, nếu nói cửa vào của căn phòng bí mật này thật sự có độ sâu mấy chục mét, vậy căn bản không cần nghĩ nữa, Chu Dương sẽ bị ngã chết. Nhưng anh vẫn ổn, cũng có nghĩa mọi thứ đều là hiệu ứng trận pháp của căn phòng bí mật. Cho dù là một người bình thường nhảy xuống cũng sẽ không chết. Nhưng hiệu ứng cơ thể rơi tự do 2 phút này, cũng đủ để dọa một người bình thường đang sống sợ chết cây idiota. Mặc dù an toàn đáp đất, căn bản cũng không có tâm tư để suy nghĩ nhiều như vậy, bọn họ chỉ biết cảm thán sự thần kỳ của căn phòng bí mật này. Vì thế trong lòng càng thêm kính nể, sợ hãi.
Nhưng Chu Dương thì không, trong quá trình cơ thể rơi tự do, nội tâm anh cũng không hề dao động. Bởi vì anh có sự tồn tại của trái tim hoàng đế chân chính. Đối mặt với cái chết, anh cũng sẽ không hề sợ hãi. Sau khi chạm đất, anh phát hiện không gian bên trong sáng rõ lạ thường, phóng tầm mắt nhìn xa, là bởi vì trên y vách tường được khảm rất nhiều dạ minh châu. Nơi anh đang đứng chỉ là một không gian vô cùng nhỏ hẹp, đi về phía trước chỉ có một con đường nhỏ. Chu Dương không nghĩ nhiều, anh men theo con đường đi về phía trước. Quá trình rất thuận lợi, giống như đi trên y một hành lang bình thường, chỉ hơi u ám. Phía cuối con đường có một cánh cửa đá. Chu Dương đẩy cửa đá, bước vào một căn phòng. Bên trong căn phòng vẫn là vô số dạ minh châu, nhưng cửa đá phía sau lại tự động đóng lại, hơn nữa cũng không mở ra được. Gạch nối dài. Chu Dương cũng không thử xem mở cửa thế nào, mà bắt đầu đánh giá căn phòng này. Căn phòng vô cùng đơn giản, trừ xung quanh có vô số dạ minh châu ra thì trước mặt anh có một cái bàn đá và một ghế đá mà thôi. Đây là ý gì? Chu Dương hơi tò mò, cái này mà cũng được xem là thử thách sao? Lẽ nào thử thách này chính là vô vị nhàm chán? Để bạn chờ đợi một lúc trong một căn phòng chẳng có gì cả như vậy ư? Nếu như vậy, thì thử thách thật sự của Chu Dương là phải dùng sức phá vỡ, để mở ra một con đường rời khỏi đây. Dẫu sao ngày mai anh còn phải cùng Thẩm Bích Quân đi tham gia hội nghị. Đúng lúc này, khí lưu trong phòng dường như khẽ thay đổi. Khi Chu Dương đang muốn nghiên cứu nguồn gốc của những thay đổi này, thì trên y chiếc ghế đá bên cạnh bàn đá đột nhiên dần dần ngưng tụ lại bóng dáng một người, Chu Dương bỗng thấy thích thú. Cái bóng đó lại là bản thân anh. Chương 993, tôi lại là anh. Trong ánh mắt Chu Dương hiện lên vẻ thích thú. Vì anh tận mắt chứng kiến một hiện tượng rất thú vị. Một bóng người dần đọng lại trước mắt của anh từ hư ảo đến chân thực. Mà bóng người này chính là bản thân anh Chu Dương. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, lúc bóng người đó xuất hiện giống như một hình chiếu ảo, bạn có thể nhìn rõ hắn, cũng có thể cảm nhận sự tồn tại của hắn. Thế nhưng hình chiếu đó lại từ từ ngưng động, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, bạn đột nhiên có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn, có thể cảm nhận hắn là một người sống sờ sờ trước mặt. Hơn nữa đó là một bản sao khác, hiện ra rõ ràng trước mặt mình. Gạch nối dài. Chu Dương không lên tiếng, mà có thái độ hứng thú nhìn bản sao kia. Bản sao cũng không nói gì, sau khi hắn thay đổi từ ảo ảnh trở thành người thật, điều đầu tiên hắn làm là cử động cơ thể của mình. Có vẻ hắn đang xác nhận mình có thật sự trở thành con người hay không. Sau khi cử động, hắn im lặng ngồi trên y ghế đá, rồi nhìn chằm chằm vào Chu Dương. Thật thú vị, Chu Dương khẽ nói, rốt cuộc anh là thứ gì? Thứ gì? Chu Dương giả nở nụ cười đầy ẩn ý. Sau đó lắc đầu, anh đang chửi bản thân anh sao? Tôi là thứ đồ tốt hay xấu cũng được, hoặc nói tôi không phải là đồ vật cũng chẳng sao, thế nhưng anh phải hiểu rõ một điều, tôi chính là anh. Dù anh nói tôi là cái gì, thật ra tôi đang biến thành chính anh mà thôi, hiểu chưa? Quả thật, tên này thật sự rất giống Chu Dương. Không chỉ về ngoại hình, thói quen động tác, phong cách nói chuyện và giọng điệu của hắn dường như giống hệt Chu Dương. Gạch nối dài. Chu Dương cảm thấy thật thần kỳ. Đây là lần đầu anh đến đây. Cho dù anh biết, nơi này có một trận pháp rất thần kỳ và mạnh mẽ. Thế nhưng cho dù trận pháp này thần kỳ và mạnh mẽ thế nào, nếu như có thể tạo ra một người có sức mạnh ngang với Chu Dương cũng có thể bình thản chấp nhận. Nhưng ngay cả tính cách cũng được sao chép sao. Phải biết rằng, tính cách của một người là sự tồn tại rất kỳ lạ. Gạch nối dài. Trong thế giới rộng lớn, bất kể khoa học phát triển như thế nào, uy lực của máy bay, tên lửa và đại bác mạnh mẽ ra sao, thì chê y thực tế là những thứ rất hạn hẹp với tự nhiên. Con người luôn rất tự phụ cho rằng mình đã thành công trong việc chinh phục tự nhiên, vì phát minh rất nhiều vũ khí lợi hại. Nhưng không ngờ rằng, những vũ khí này chỉ mạnh mẽ với loài người mà thôi. Những vũ khí này cùng lắm cũng chỉ có thể tiêu diệt loài người. Thế nhưng, loài người vẫn tồn tại một thứ có thể thật sự cạnh tranh với tự nhiên. Đó chính là tư duy, tính cách. Tại sao con người có suy nghĩ? Thứ gọi là suy nghĩ được ra đời như thế nào? Theo quan điểm y học, nó có vẻ rất đơn giản, chẳng qua chính là cấu tạo của một số tế bào não và hệ thống thần kinh.
Thế nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao những tế bào não này tập trung lại với nhau, sẽ có một suy nghĩ hoàn chỉnh. Gạch nối dài. Nhân tố hóa học của tế bào não cũng có thể hoàn toàn được khai thác rõ ràng, nhưng chắc chắn không thể sao chép một bộ não có suy nghĩ. Điều này là điểm thần kỳ nhất của nhân loại, Chu Dương giả là hiện thân của bản sao có năng lực nhất của sinh vật bậc cao phức tạp như loài người. Cho nên, nếu như trận pháp này có thể sao chép sức mạnh của Chu Dương, thì Chu Dương cũng sẽ không ngạc nhiên lắm. Nhưng trận pháp này sao chép tính cách của anh, Chu Dương cảm thấy rất thú vị. Hiểu rõ một con người, mô phỏng tính cách của một người cần bao lâu? Anh đi vào trận pháp này chỉ tổng cộng vài phút, hơn nữa, căn bản không thể hiện bất kỳ tính cách nào, nhưng trận pháp này thật sự mô phỏng sự tồn tại của một người giống hệt mình. Gạch nối dài. Thú vị, thật sự rất thú vị. Xin lỗi, cho dù anh nói gì, tôi chỉ cảm thấy anh là một món đồ mà thôi, hơn nữa nói rộng hơn, anh chắc chắn không phải thứ đồ gì tốt. Chu Dương nói, bất kể anh thật sự sao chép rất nhiều thứ chê y người của tôi, thế nhưng tôi chính là tôi, chắc chắn không cùng một người với anh. Thậm chí, anh và tôi chắc chắn không cùng một loài sinh vật. Chu Dương bình tĩnh nói. Sự xuất hiện của Chu Dương giả khiến anh ngạc nhiên. Thế nhưng, anh không hề xem trọng Chu Dương giả này. Dù hắn xuất hiện thế nào, cũng chỉ có thể là một thứ rác rưởi mà thôi, anh tuyệt đối sẽ không cho phép hắn thay thế anh. Chu Dương giả cũng nở nụ cười khinh thường, sau đó đứng dậy cử động cơ thể, anh nghĩ vậy sao? Nhưng quan điểm của anh thật sự quan trọng à? Nói thật với anh, ý nghĩa cho sự xuất hiện của tôi ở đây chính là thay thế anh. Tôi có tất cả ký ức và sức mạnh của anh, cũng có tính cách và ngoại hình giống hệt anh, chỉ cần bây giờ tôi đánh bại anh, vậy thì người đi ra khỏi đây chỉ có thể là tôi. Gạch nối dài. Anh có tin không, sau khi tôi đi ra khỏi đây? Căn bản sẽ không có bất kỳ ai phát giác thế giới này, Chu Dương đã đổi thành một người khác. Bao gồm những người yêu anh nhất, bọn họ sẽ coi tôi là anh và sẽ yêu tôi. Chu Dương giả lại cười, đương nhiên, anh không phải buồn, tại vì tôi sẽ yêu bọn họ giống như anh. Vì tôi thật sự là anh chết ở đây, nhưng tôi lại không biến mất, tư duy và ý thức của tôi hoàn toàn giống hệt anh, tôi vẫn sẽ tiếp tục thừa hưởng nỗi đau mà anh chết đi. Lời nói của Chu Dương giả thật sự khiến Chu Dương sững sờ một lúc. Tại vì anh phát hiện ra một nghịch lý. Một chủ đề rất có ý nghĩa khiến anh nhớ lại câu chuyện đã từng biết. Câu chuyện kể về một doanh nhân thành đạt sống ở xa tại thành phố Thiên Hải, vì vợ sắp sinh con, nên ông ta cần gấp rút quay về thành phố Thiên Thủy trong thời gian ngắn. Thành phố Thiên Hải cách thành phố Thiên Thủy hơn 1.000 cây số, cho dù đi máy bay cũng phải mất một ngày. Gạch nối dài. Lúc này, ông ta nhìn thấy một quảng cáo, nói là có một loại kỹ thuật dịch chuyển có thể cho ông ta đi đến thành phố Thiên Thủy trong vòng 2 giờ. Doanh nhân thành đạt kia rất lo lắng muốn về bên cạnh vợ của mình, nên đã đi học phương thức dịch chuyển này. Trong quá trình dịch chuyển, nhân viên yêu cầu ông ta uống nhiều thuốc ngủ, nhưng vị doanh nhân thành đạt này không thật sự uống thuốc, mà giả vờ như đã uống thuốc. Cho nên căn bản ông ta không ngủ, mà giả vờ ngủ. Như vậy, ông ta phát hiện sự thật về sự tồn tại một công ty, bọn họ không dịch chuyển ông ta đi, mà là sao chép một bản sao khác. Chương 994, không có đối thủ. Sở dĩ công ty dịch chuyển muốn doanh nhân thành đạt này uống nhiều thuốc ngủ, là muốn giết chết ông ta mà không ai hay biết. Giết chết bản chính ở thành phố Thiên Hải, sau đó sao chép một bản thể khác ở thành phố Thiên Thủy, hơn nữa bản sao ở thành phố Thiên Thủy sử dụng toàn bộ ký ức của ông ta. Nói trắng ra, bản sao của thành phố Thiên Thủy không biết mình bị chế tạo ra. Ông ta chỉ đơn thuần cho rằng mình đang ngồi trong một thiết bị dịch chuyển và được dịch chuyển từ thành phố Thiên Hải đến thành phố Thiên Thủy trong 2 giờ ngắn ngủi. Gạch nối dài. Nói cách khác, nếu như doanh nhân thành đạt của thành phố Thiên Hải thật sự bị tiêu diệt, nhưng người giả vẫn còn sống. Một người giống hệt ông ta, thậm chí đến suy nghĩ ý thức cũng giống nhau, sống thay ông ta. Điều đáng sợ hơn là trong hai người rốt cuộc ai thật và ai giả. Không ai biết được, đến bản thân hai người bọn họ cũng cảm thấy mình là thật. Điều này rất giống với tình huống trước mắt. Nếu hôm nay mình thật sự bị Chu Dương giả đánh bại, vậy hắn sẽ thay mình đi ra ngoài cùng với ý thức và suy nghĩ giống hệt mình, thậm chí, sau khi hắn ra ngoài, cũng sẽ tìm Hứa ra báo thù.
Mặc dù nói hắn được sinh ra từ trận pháp của Hứa gia, nhưng căn bản sẽ không có ai biết, vì hắn thật sự giống hệt mình. Đợi đã, Chu Dương đột nhiên nhận ra điều gì không đúng. Đây là một cuộc thử thách đúng không? Cuộc thử thách này tồn tại hơn 1.000 năm từ trước đến nay, người đến nơi này cũng không ít. Nếu như giống lời của anh nói, vậy sẽ có người không đi ra ngoài được. Chu Dương liếc mắt hỏi. Thật ra rất đáng nghi. Miệng tên này nói hắn là mình, bất kể trong hai người ai chết ở đây, thật ra kết quả đều sẽ không đổi, vì cũng có một Chu Dương đi ra ngoài. Gạch nối dài. Nhưng nếu thật sự như vậy, thì tại sao người trong cuộc thử thách trước đây vẫn chưa đi ra? Trong quan điểm của Hứa gia, ngay cả hoàng đế võ giả cũng một đi không trở lại khi tham gia cuộc thử thách này. Những người đó không phải thật sự chết ở đây sao? Nhưng theo cách nói của Chu Dương giả, cho dù thử thách thất bại, cũng sẽ có một người giống nhau đi ra ngoài mới đúng. Nguyên nhân rất đơn giản, đây chỉ là cuộc thử thách đầu tiên, sau đó còn có hai tầng thử thách khó hơn. Nếu tôi tấn công anh ở đây, vậy tôi phải thay anh thực hiện hai cuộc thử thách tiếp theo. Nếu tôi không qua được hai tầng thử thách, vậy thì tôi và anh sẽ ở lại đây mãi mãi. Chu Dương giả giải thích rõ ràng những nghi ngờ của Chu Dương. Đây là một đáp án rất có ý nghĩa. Bản thân Chu Dương giả là một sản phẩm của trận pháp này, nếu hắn đánh bại mình, vậy thì hắn phải thay mình xông vào hai cuộc thử thách tiếp theo. Trận pháp này còn có thể sinh ra một thứ chống lại bản thân. Chu Dương bật cười, người làm ra trận pháp này, thật sự là một thiên tài. Nhưng anh nói như vậy, tôi cũng không dễ dàng giao sinh mạng của mình cho anh. Có thủ đoạn gì thì sử dụng đi, Chu Dương khẽ nói. Gạch nối dài. Chu Dương giả nói ba hoa một hồi, thật ra mục đích là làm giảm tinh thần chiến đấu của Chu Dương. Đây là thử thách của Hoàng đế. Có thể nói là cuộc thử thách dành riêng cho hoàng đế võ giả. Người được gọi là hoàng đế võ giả, đương nhiên có trái tim hoàng đế, cho nên Chu Dương cũng không phải là người bình thường. Anh có quyền lực dung chuyển trời đất ở thành phố Đông Hải, nhưng lúc này toàn bộ đều tan thành mây khói. Vì tất cả thủ đoạn của đối phương, đều hướng về hoàng đế võ giả. Giống như những lời vô nghĩa vừa nãy. Ai cũng biết hoàng đế võ giả có một trái tim không biết sợ hãi. Cho nên nếu bạn muốn uy hiếp ta anh ta, hù dọa anh ta, ngược lại sẽ khơi dậy tính hiếu thắng của anh ta. Gạch nối dài. Nhưng bây giờ, Chu Dương giả cứ như đang xúi dục Chu Dương rằng hai người bọn họ thật sự là cùng một người, sẽ khiến cho trái tim không biết sợ của hoàng đế võ giả bắt đầu hoang mang. Tôi rốt cuộc là ai? Nếu thật sự giết chết bản sao hay mình bị giết thì có gì khác biệt? Nếu có thể khiến hoàng đế võ giả này sinh nghi ngờ như vậy, thì trận pháp này rõ ràng đã thành công. Có điều, thủ đoạn của hắn dường như không có chút tác động nào với Chu Dương. Vì căn bản Chu Dương không hề nghĩ nhiều. Anh thật sự quá kiên định. Cho dù bạn nói gì, tôi vẫn là tôi. Đừng nói với tôi, bạn có thể dùng ký ức của tôi, tính cách và ngoại hình của tôi, không được phép. Ông đây không thể thay thế. Cho dù bạn thật sự là bản sao của tôi thì cũng chỉ tồn tại trong mắt của người khác, còn đối với tôi, bạn chính là một tên phế vật vô dụng, một thứ rác rưởi, hàng giả. Gạch nối dài. Vẻ mặt kiên định của Chu Dương không hề bị ảnh hưởng, thái độ của Chu Dương giả cũng bắt đầu nghiêm túc. Bỏ đi, sức mạnh của tôi giống hệt anh, hơn nữa, ở trong hoàn cảnh này, sức mạnh của tôi là vô tận, không thể gục ngã vì mệt mỏi. Cho nên, anh không có cơ hội thắng. Chu Dương giả nói. Điều này nghe có vẻ rất phiền phức, thực lực của đối phương căn bản không yếu hơn mình, còn mình sớm muộn gì cũng sẽ mệt, đối phương mãi mãi không mệt mỏi, đang đùa giỡn kiểu gì vậy. Chu Dương nhớ đến bộ truyện tranh bảy viên ngọc rồng anh đọc khi nhỏ, trong đó có một chương kể về câu chuyện người nhân tạo số 17 và số 18. Vegeta cũng có thể biến thân thành Saiyan siêu cấp. Thật ra Vegeta lúc bắt đầu đã đánh bại số 18 nhờ vào thực lực. Thế nhưng vì năng lượng của số 18 vô tận, cuối cùng rơi vào kết cục thảm hại. Điều này rất khó chịu, rõ ràng bạn mạnh hơn đối phương, nhưng nếu như bạn không có chiêu thức để tấn công đòn chí mạng, đối phương sớm muộn cũng có thể giết chết bạn. Còn tình hình bây giờ càng tệ hơn, vì sức mạnh của đối phương căn bản giống y hệt Chu Dương, bản thân Chu Dương không có bất kỳ điểm ưu thế nào. Gạch nối dài. Khi nói chuyện, hai người đã đánh nhau vài lần.
xông vào nhau cùng một lúc, sau đó tung ra nắm đấm cùng lúc. Hai chân chạm nhau, cơn đau chân thật từ trên y người truyền lên, sức mạnh, động tác và tốc độ của đối phương hoàn toàn giống mình, căn bản Chu Dương không có được lợi thế. Sau vài hiệp đấu, tình hình tồi tệ càng hiện rõ. Gạch nối dài. Tay chân của Chu Dương đau âm ỉ, thể lực tổn thất rất nhiều, nhưng tên Chu Dương giả kia lại ở trạng thái ban đầu, giống như chưa từng hoạt động. Tao nói rồi, mày không có bất kỳ cơ hội nào, Chu Dương giả nhìn Chu Dương từ trên y cao xuống. Chu Dương cũng cười, thở hổn hển đứng thẳng dậy, nói với ánh mắt lãnh đạm, mày cũng chỉ là hàng giả thôi. Chương 995, thắng. Bất kể mày có lợi thế như thế nào, mày cũng chỉ có thể là một kẻ bắt chước mà thôi. Cho dù mày có giống tao như thế nào, chắc chắn mày cũng không thể là tao. Mày chỉ là một bản sao mà thôi, mày căn bản không thể đánh thắng được tao. Chu Dương thản nhiên nói. Thật nực cười, Chu Dương giả cũng tức giận. Tình hình hiện tại mày còn không hiểu hay sao? Thực lực của tao hoàn toàn giống hệt mày, nhưng thể lực của tao lại không có giới hạn, người mà sẽ phải thua chính là mày mới phải. Quả thực, theo tình hình trước mắt, Chu Dương sắp thua rồi. Mới chỉ có một vài phút thôi mà lợi thế và bất lợi của cả hai bên đã được tách bạch rõ ràng. Có thể biết ngay nếu tiếp tục chiến đấu, lợi thế và bất lợi này chỉ có thể ngày càng phân tách lớn hơn, Chu Dương hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Nhưng Chu Dương lại không nghĩ vậy. Làm sao có thể thua một kẻ giả mạo? Cho dù mày có nói gì đi chăng nữa, ông đây cũng không thể thua mày được. Hơn nữa, đây mới chỉ là cửa ải đầu tiên thôi. Làm sao có thể chỉ dừng lại ở đây? Trận này tao thắng chắc. Chu Dương gầm lên một tiếng, lại lao về phía trước. Nhưng rõ ràng, đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, dù tâm lý của anh có vững vàng đến đâu, dù có quyết tâm chiến thắng đến đâu cũng đều vô nghĩa. Chẳng mấy chốc, anh đã bị Chu Dương giả một phát đá trở lại. Lần này, khoảng cách giữa hai bên thậm chí còn lớn hơn. Không chỉ chênh lệch về thể lực, thân thể Chu Dương thậm chí còn bị thương rất nhiều. Cứ tình hình này, dù có bị đánh bại hoàn toàn cũng không có gì là kỳ lạ. Chu Dương giả đi về phía Chu Dương từng bước, nhìn anh lạnh lùng nói, giờ mày còn có tự tin thắng tao nữa không? Nhưng tao cũng đã nói rồi, mày cũng không cần lo lắng, cho dù mày chết ở chỗ này, tao cũng sẽ thay mày sống tiếp. Tất cả những tâm nguyện mày chưa thực hiện, tao sẽ thay mày hoàn thành. Trong mắt Chu Dương giả lại xuất hiện một chút cô đơn, tựa hồ rất không muốn nhìn thấy Chu Dương bị giết. Chu Dương giễu cợt, những điều này vẫn là không cần phải nói ra thì hơn. Tao đã nói rồi, tao chính là tao, mày chính là mày, mày mãi mãi không thể giống tao được. Quả thực tao có rất nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành, nhưng những việc đó, tao sẽ tự mình thực hiện, không cần làm phiền một kẻ giả mạo như mày. Gạch chéo, Chu Dương cười gằn, lau vết máu nơi khóe miệng, rồi lại xông lên với vẻ mặt không quan tâm. Hai bên lại đánh một trận nữa, dần dần, trong mắt Chu Dương giả hiện rõ sự không còn kiên nhẫn được nữa. Tên này thật lì lợm quá. Cho dù Chu Dương thật bị thương khắp người, nhưng vẫn cái bộ dạng không quan tâm như cũ, hoàn toàn giữ thái độ chết thì cùng chết để chiến đấu với hắn. Tại sao lại không thể từ bỏ chứ? Hắn tăng thêm sức mạnh chiến đấu, bởi vì hắn đã chán ghét kiểu đánh này rồi. Đột nhiên, Chu Dương cố đỡ một đấm của hắn, sau đó cố gắng kìm nén cơn đau bên trong tiến mạnh lên một bước, xông tới trước mặt hắn. Bắt được mày rồi nhé, một nụ cười xấu xa xẹt qua miệng Chu Dương, sau đó chân khí trong cơ thể anh bộc phát hoàn toàn, hai cánh tay mạnh mẽ khống chế cánh tay Chu Dương giả. Sau đó, anh nhấc đầu gối lên và đánh mạnh vào đầu của Chu Dương giả. Cộng cộng, có vẻ như ngay cả khi bị thương rồi mày cũng có thể phục hồi nhanh chóng được nhỉ, Chu Dương như đang nói với chính mình, bước nhanh vòng qua lưng Chu Dương giả, sau đó dùng lực kéo mạnh cánh tay của hắn ra. Thực ra, trong trận chiến trước, cùng với việc Chu Dương giả mang đến cho Chu Dương rất nhiều thương tích, Chu Dương cũng đã làm hắn bị thương. Mà tên Chu Dương giả này, dường như không chỉ thể lực có thể khôi phục, mà ngay cả vết thương cũng phục hồi rất nhanh. Vậy nên Chu Dương đoán cứ đánh như vậy cũng không ổn, dù anh có cố gắng như thế nào, chỉ cần không thể giết chết tên này ngay lập tức, tương đương với việc không làm được gì cả, đối phương sẽ không bị tổn thất chút nào.
Trong trường hợp này, anh phải gây ra những tổn thương không thể cứu chữa cho đối phương. Chu Dương một lần nữa nhớ tới trong Dragon Ball, Vegeta đã từng kéo đứt cánh tay của người máy. Chiêu này hình như có thể thực hiện được, về mặt lý thuyết, nếu kéo đứt cánh tay của đối phương ra, chắc chắn hắn sẽ xong đời. Nếu như thế mà hắn vẫn có thể phục hồi được thì hắn có khác gì người bất tử. Chính vì vậy, giờ đây mới xuất hiện tình trạng này. Và có thể chấp lấy cơ hội để xé đứt cánh tay của đối thủ cũng là một biện pháp đối phó mà Chu Dương đã nghĩ đến từ lâu. Ban đầu hắn ngang ngửa với anh, là bởi vì không bên nào bị thương, hơn nữa cách thức, mức độ sức mạnh mà hai bên ra chiêu, thậm chí cả tư duy cũng đều giống hệt nhau. Nói cách khác, Chu Dương muốn thay đổi tình huống chiến đấu này, cho nên anh cố bắt mình thay đổi thói quen chiến đấu và thay thế bằng một phương thức chiến đấu hoàn toàn khác, vừa hay đối phương cũng suy nghĩ như vậy. Kết quả là một cảnh tượng kỳ quái xuất hiện, bởi vì hai bên đều muốn thay đổi, cách nghĩ hoàn toàn giống nhau nên kết quả cuối cùng là phương thức chiến đấu của hai bên vẫn hoàn toàn giống nhau. Đây là lúc khởi đầu, cho dù thế nào, Chu Dương cũng không thể nhận được bất kỳ lợi ích nào. Nhưng khi hai bên giao chiến với mức độ ngày càng sâu hơn thì tình thế đã thay đổi. Bởi vì Chu Dương giả đang tư duy khi nào Chu Dương thật chiếm được thế thượng phong. Nhưng Chu Dương thật sự lại có suy nghĩ khi lâm vào tình cảnh tuyệt vọng. Khi cùng một người ở một môi trường khác, cách suy nghĩ của anh ta chắc chắn cũng khác. Vì vậy, sau giai đoạn sau của trận chiến, phương thức ra tay của hai bên hoàn toàn khác nhau. Nhìn bề ngoài có vẻ như Chu Dương càng bị đánh mạnh hơn, nhưng đối với Chu Dương, đây cũng là một dấu hiệu của cơ hội. Anh cố tình thể hiện một tư thế điên cuồng, như thể anh không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài việc liều mạng. Nhưng thật ra anh đã chuẩn bị từ lâu, muốn tìm thời điểm thích hợp để cho đối phương một chiêu chốt hạ. Cơ hội này cần phải do chính mình tạo ra, Chu Dương đứng ở góc độ của mình suy nghĩ vấn đề, cho dù có lợi thế tuyệt đối cũng không được dễ dàng xem nhẹ. Cộng cộng, lúc duy nhất xem nhẹ đối thủ chính là lúc đánh trúng hắn. Khi đó, dù là ai cũng sẽ cảm thấy vui mừng một phen. Vì vậy, Chu Dương chỉ cần hứng mình chịu đòn, tiếp đó áp sát người đối thủ và bứt hai tay của hắn ra. Đương nhiên, phát này cũng khiến anh bị thương, phun ra một ngụm máu lớn, nội tạng nóng như lửa đốt, có lẽ tất cả đều tan nát. Tuy nhiên, mọi thứ đều đáng giá. Bởi vì, anh đã thắng. Chu Dương vứt bỏ hai cánh tay kia đi, nhìn về phía Chu Dương giả cười nói, bây giờ mày đã phục chưa? Tao đã nói rồi, mày không thể thắng tao được, bởi vì, mày chỉ là hàng giả mà thôi. Chương 996, thử thách lần 2. Chu Dương giả đã mất đi cánh tay, cơ bản đã mất đi khả năng chiến đấu. Cho dù bản thân Chu Dương cũng rất giặt dẹo, chê y người đầy máu bầm, chỉ đứng thôi cũng giống như đã bị vắt kiệt hết sức lực vậy. Nhưng anh vẫn thẳng lưng, đây là lòng kiêu hãnh của anh, nói thế nào anh không thể tỏ ra yếu thế trước tên giả mạo này, không thể ngã xuống trước mặt hắn được. Mày còn điều gì muốn nói không? Chu Dương cười giễu cợt nói, có định đả kayo ta siết tao không? Nói cho tao biết là cho dù tao có qua được cửa ải là mày, cũng không đủ thể lực thông qua cửa ải tiếp theo. Anh đang cho Chu Dương giả một cơ hội. Mặc dù Chu Dương đã thắng. Nhưng niềm kiêu hãnh trong nội tâm anh nói với anh rằng, anh không cần phải vội vã diệt trừ tận gốc tên giả mạo này. Bởi vì đối phương không đáng để anh phải nóng lòng tiêu diệt. Anh có thể cho hắn thêm một cơ hội, nếu đối phương còn muốn nói gì, hoặc có thủ đoạn gì vẫn chưa sử dụng đến thì có thể nhân lúc này nhanh chóng phát huy. Không đả kayo ta siết tao à? Không làm thì mày sẽ phải chết nhanh hơn đấy, Chu Dương nghiêng đầu nhìn chằm chằm Chu Dương giả cười. Ngay cả Chu Dương, sau khi đánh bại một kẻ thù mạnh như vậy, trong lòng anh cũng nổi lên một cảm giác thành tựu mạnh mẽ. Cũng giống như ông thầy hói trong One Punch Man, ông thầy hói thực sự quá lợi hại, cho dù có đánh bại kẻ thù mạnh cỡ nào trong lòng cũng không hề dao động. Lúc trước ít nhiều Chu Dương cũng có cái tật này, nhưng hiện giờ, kẻ địch mà anh đối mặt là kẻ địch ngang tài ngang sức, thậm chí còn mạnh hơn anh, cho nên sau khi đánh bại Chu Dương giả này, anh vẫn có chút tự hào. Đây cũng là lý do anh không giết ngay Chu Dương giả. Nếu mày có gì muốn nói thì nhân lúc này nói ngay đi, Chu Dương ngồi xổm trước mặt Chu Dương giả, nhìn vào mắt hắn nói. Anh muốn biết liệu một nhân vật mô phỏng được tạo ra bởi trận pháp như thế này, trước khi chết,
trong mắt hắn liệu có lộ ra sự đau đớn hay không, cam tâm hay không. Những điều này đều không phải, Chu Dương nhìn thấy một tia thương hại từ trong mắt Chu Dương giả. Thương hại? Mày đang thương hại tao? Chu Dương thắc mắc khó hiểu, rõ ràng là mình đã thắng, vậy mà tên này lại nhìn anh bằng ánh mắt thương hại. Mày nghĩ mày đã thắng rồi phải không? Làm thế nào mày lại chắc chắn mình đã thắng? Tao đã từng nói, nếu như tao thắng thì tư tưởng của tao cũng sẽ hoàn toàn trở thành mày. Nói cách khác, bây giờ làm sao mày có thể chắc chắn mày chính là Chu Dương thật? Chu Dương sửng sốt một lúc, anh lại nhớ tới câu chuyện công ty vận chuyển và doanh nhân giỏi. Ở cuối câu chuyện, doanh nhân giỏi và doanh nhân giỏi được sao chép vẫn gặp nhau. Sau khi gặp nhau, cả hai đều tin rằng họ là những doanh nhân ưu tú thực sự, và kẻ còn lại đã bị sao chép. Gạch chéo. Nếu điều đó xảy ra, ai mới là người thật? Mày đã thắng, nhưng không thành vấn đề. Tiếp tục đi tiếp đi, mang theo cả phần của tao, nhất định phải sống sót rời khỏi đây, Chu Dương giả nói tiếp. Nói xong, hắn lê tấm thân tàn và đập đầu vào bức tường bên cạnh. Hắn thực sự đã chọn cách tự sát, Chu Dương không ngờ tới kết quả này. Gạch chéo. Hơn nữa, lời nói của Chu Dương giả trước khi chết khiến Chu Dương nhất thời cảm thấy hoang mang. Rốt cuộc ai đã chiến thắng? Lẽ nào mình cũng rất có thể chính là Chu Dương giả? Chỉ là ký ức đã thay đổi nên mới nghĩ mình là người thật. Vấn đề này thật sự khiến người ta cảm thấy rối rắm, khiến người ta tự hoài nghi không biết rốt cuộc mình có phải là chính mình không. Nhưng may mắn là Chu Dương không quá để tâm chuyện này. Vẫn là lý do đó, lòng anh vô cùng vững vàng. Anh đã nhanh chóng hiểu ra. Sự thật ra sao không quan trọng, điều quan trọng là bạn có đủ sự vững vàng trong trái tim mình. Tôi là chính tôi, bất cứ ai nói gì với tôi đều là vô nghĩa. Thật thật giả giả, anh hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những người khác. Chu Dương nhanh chóng bình tĩnh trở lại, anh ngồi trên y băng ghế đá, dần dần khôi phục chân khí trong cơ thể, đồng thời cũng vận chân khí để chữa những vết thương trong cơ thể. Giống như Chu Dương giả đã nói lúc trước, hai cửa ải tiếp theo chắc chắn khó hơn cửa ải thứ nhất. Nhưng chỉ nói về Chu Dương giả ở cửa ải thứ nhất, chưa nói tới có vô số cạm bẫy đã luôn lôi kéo tinh thần của Chu Dương, chỉ nói đến sức mạnh đơn giản cũng đã là sự tồn tại đánh được Chu Dương. Đối thủ vốn dĩ đã mạnh hơn bạn, với sức mạnh thể chất vô hạn, hơn nữa còn luôn cố gắng thử thách tâm lý của bạn. Nếu như để xảy ra một chút bất cẩn trong này, sợ rằng Chu Dương sẽ mất mạng luôn ở đây. Và hai cửa ải tiếp theo khó hơn cửa ải đầu tiên. Ngay cả Chu Dương cũng không tưởng tượng được rốt cuộc sẽ xuất hiện đối thủ như thế nào. Nhưng có một điều anh có thể rất chắc chắn là anh phải chuẩn bị đầy đủ trước khi có thể bước vào cửa ải tiếp theo. Chu Dương yên lặng ngồi trên y ghế đá hồi lâu, khi chân khí trong cơ thể gần như khôi phục hoàn toàn, anh mới chậm rãi đứng dậy đi về phía cửa đá thứ hai. Sau cánh cửa này là điều gì đây? Chu Dương đặt tay lên cửa đá, không khỏi do dự một chút. Sau khi mở cửa, một con ma với khuôn mặt xanh lè và hàm răng nanh sẽ nhảy ra. Chu Dương hít sâu một hơi, sau đó đẩy cánh cửa đá ra. Cho dù không biết trước, nhưng điều này cũng không đủ khiến anh cảm thấy sợ hãi. Cánh cửa đá bị đẩy sang một bên, Chu Dương chưa kịp ổn định tinh thần nhìn xem bên trong có gì thì đột nhiên bị một lực hút mạnh mẽ hút vào trong. Anh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể đột nhiên mất tự chủ, cứ thế bay về phía trước. Khi tỉnh dậy và có thể mở mắt ra, anh thấy mình đang ở trong một hang động màu hồng. Hừ, nói thế nào nhỉ, cái hang động này hơi lạ. Không khí tràn ngập hương thơm nhàn nhạt, viên dạ minh châu chê y tường phát ra ánh sáng màu hồng, chê y mặt đất phủ rất nhiều cánh hoa. Cách bài trí của căn phòng này hoàn toàn khác với căn phòng trước đó. Trong phòng này còn có bàn đá và ghế đá, chê y bàn đá bày biện một số món ăn và rượu một cách rất tinh tế, khiến người ta nhìn mà muốn chảy nước miếng. Thực ra, điều này vẫn chưa lạ lắm. Nơi kỳ lạ nhất là phía sau bàn đá, có một chiếc giường đá treo tấm rèm màu hồng. Nơi này khiến Chu Dương chột dạ lau mồ hôi lạnh, anh là đàn ông đã có vợ, sao có thể tới nơi này? Nhưng anh nhanh chóng nhận ra rằng đây không phải là một khu lãng mạn màu hồng thực sự, mà là một ảo ảnh do trận pháp tạo ra. Trận pháp này cũng rất thú vị, cửa ải này sẽ thử thách điều gì đây?
Eo của người đàn ông có tốt hay không à? Chương 997, người được xem là anh hùng. Cửa ải thứ nhất, Chu Dương vẫn nhận biết được thử thách của anh là gì, cũng biết áp lực ở đâu. Đầu tiên, là thử thách đối với tâm trạng của một hoàng đế võ giả. Nếu đã có thể trở thành hoàng đế võ giả, vậy dĩ nhiên là có một trái tim không hề sợ hãi tiến về phía trước, đây là điều hiển nhiên. Nhưng trọng điểm của cửa ải thứ nhất lại là khiến bạn có nhận thức mơ hồ đối với chính mình, mặc dù bạn dũng cảm thế nào, tự tin thế nào, lúc này cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút dao động. Tiếp theo, áp lực cửa thứ nhất mang đến cho người ta chính là áp lực chân thực, thực lực của đối phương giống hệt bạn, thậm chí còn có được tư duy giống như bạn. Dưới tình huống hầu như tất cả mọi điều kiện đều bình đẳng, đối phương lại có được thể lực và năng lượng vô hạn. Tình huống này có thể khiến vô số người có thực lực mạnh mẽ cảm nhận được áp lực như núi, khiến người ta hít thở không thông. Cho nên, Chu Dương có thể dễ dàng lĩnh hội được sự khó khăn ở cửa ải đầu tiên. Nhưng ở cửa ải thứ hai này, anh thật sự không hiểu lắm. Đây là trò gì vậy? Sao nơi này lại toàn một sắc hồng lãng mạn như vậy? Cửa này sẽ có nguy hiểm gì? Đây là muốn thử thách thể lực một người đàn ông có tốt không? Có thể kiên trì được bao lâu, phần lưng có mạnh hay không sao? Cái nguy hiểm của cửa này là phải khiến người sống mệt chết hả? Nếu như vậy, nghe có vẻ thật sự ca yêu ta sẽ thích nhỉ? Dĩ nhiên, đây chỉ là lời trêu chọc trong lòng Chu Dương mà thôi, chê y thực tế, anh vẫn đề cao cảnh giác. Có một câu nói thế này, sự nguy hiểm dịu dàng nhất mới là đòn chí mạng nhất. Nếu bởi vì bầu không khí nơi này quá mức lãng mạn mà buông lỏng cảnh giác, vậy thì có thể bản thân đến chết cũng không biết mình chết như thế nào. Anh chậm rãi quét mắt nhìn khắp căn phòng, cuối cùng nheo mắt, dồn toàn bộ sự chú ý vào mặt bàn đá. Anh cho rằng, nhân vật thử thách của cửa này có lẽ cũng sẽ dần dần ngưng tụ ra từ chê y bàn đá. Nhưng anh sai rồi, đợi rất lâu, mặt bàn đá vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Chu Dương nghĩ thầm cửa ải này có phải không hề có người xuất hiện không? Khi anh đang nghĩ vậy thì giường đá ở phía sau bàn đá đã có động tĩnh. Tấm rèm che giường đá nhẹ nhàng lay động vài cái, ngay sau đó có một chiếc đầu phụ nữ ngó ra dò xét từ sau tấm rèm, nhìn về phía Chu Dương bằng đôi mắt xinh đẹp, quan nhân, anh tới rồi. Chu Dương hơi im lặng, khiêu khích thế này cũng quá lộ liễu rồi. Nhưng anh vẫn phải thừa nhận. Người phụ nữ đằng sau tấm rèm thật sự rất xinh đẹp. Cô ta mặc một bộ quần áo người hầu thời cổ đại, tựa như một mỹ nhân đã đi xuyên qua cả ngàn năm, pp. Vào khoảnh khắc cô ta vén rèm lên, Chu Dương cũng đã liếc thấy thân thể cô đằng sau tấm rèm, chỉ mặc một chiếc yếm rất nhỏ màu đỏ, lộ ra một mảng lớn làn da trắng nõn mịn màng. Rất gợi cảm, đầy mê hoặc. Cộng thêm ánh mắt và động tác quyến rũ của cô ta. Trong đầu Chu Dương chỉ có thể hiện ra câu này. Đây tuyệt đối là một người phụ nữ xinh đẹp cực phẩm. Nếu sinh ở thời cổ đại, có lẽ có thể lật đổ vương quyền, nghiêng nước nghiêng thành. Lúc này, người phụ nữ này đang dùng bộ dạng nũng nịu đáng thương để đánh giá Chu Dương. Cho dù là Chu Pi Dương cũng bị thất thần trong chớp mắt. Nhưng cũng chỉ vẻn vẹn trong chớp mắt mà thôi. Cửa này chính là cửa anh hùng khó qua ải mỹ nhân sao. Chu Dương cười khinh thường, nếu chỉ là vị khách thế này, vậy cửa này đối với anh mà nói quả thực rất dễ dàng. Không phải Chu Dương không có hứng thú với người đẹp, nhưng nếu so sánh, thì anh có sự kiên định rõ ràng hơn, Pi. Anh đã có vợ rồi. Hơn nữa vợ anh đối với anh rất tốt, anh cũng rất yêu vợ mình. Vì vậy, ở phương diện này, chỉ cần ý thức anh còn tỉnh táo thì tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Pi nhưng chê y thực tế. Nơi này đã xuất hiện một điểm mù tri thức đối với Chu Dương. Cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân không chỉ đơn giản là ném cho bạn một người đẹp mà thôi. Cho dù người đẹp kia xinh đẹp thế nào, nhưng chỉ cần bạn là một anh hùng thật sự, thì nhất định có thể xông qua cửa này bằng nghị lực. Xông không qua được, nghĩa là không phải anh hùng. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân chân chính, thật ra còn có một từ liên quan khác. Mỹ nhân biết ơn mình. Người phụ nữ trước mắt tuyệt đối là người phụ nữ đẹp nhất Chu Dương từng gặp. Chu dù là Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc cộng lại cũng không so sánh nổi với người phụ nữ chỉ cần một ánh mắt cũng khiến người ta chết mê chết mệt này, Pi.
Đến cả khí chất của ngôi sao nổi tiếng như Tô Hiểu Manh cũng còn kém xa ngàn lần sự động lòng người của người phụ nữ trước mắt này. Có thể nói khoa trương như vậy, quần áo người phụ nữ này mặc không nhiều, trong hoàn cảnh thế này lại vừa vặn lộ ra vẻ đáng thương, khiến người ta cảm giác giống như một tiên nữ đẹp tuyệt trần, mỗi ngày đều đợi ở nhà đợi bạn cưng chiều. Cảnh tượng như vậy, cho dù là đế vương cũng rất khó chống cự nổi, đây đúng là đâm trúng điểm yếu của đàn ông. Thật ra đó chỉ là trong tình huống bạn không thể kiềm chế được bản thân mình mới chủ động tìm lý do thuyết phục bản thân thôi. Nhưng nếu bạn có ý nghĩ kiềm chế bản thân không mắc lừa, thì dù là một người bình thường, chỉ cần có ý chí hơi kiên định cũng có thể không đến gần người phụ nữ này, pi. Cho nên, cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân thật ra không hề khoa trương như vậy. Nhưng thêm việc mỹ nhân biết ơn bạn, chuyện lại thành to rồi. Vẫn lấy Chu Dương làm ví dụ. Chuyện của Chu Dương và Thẩm Bích Quân. Pi Chu Dương và Thẩm Bích Quân đã nảy sinh tình cảm. Thậm chí nếu bây giờ Thẩm Bích Quân thổ lộ với Chu Dương, chưa chắc Chu Dương đã có thể từ chối. Chu Dương cũng coi là một anh hùng, anh hiểu rất rõ, giữa anh và Thẩm Bích Quân không nên nảy sinh tình cảm. Nhưng anh đã thất bại, hoàn toàn thất bại trong tay Thẩm Bích Quân, trong lòng anh, Thẩm Bích Quân đã trở thành một người phụ nữ không thể thiếu trong cuộc đời anh, Pi. Thứ này gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, thứ trước mắt này, nhiều nhất chỉ là đối phó với chút hỗn tạp mà thôi. Vì vậy Chu Dương xem thường cũng là bình thường. Nhìn người phụ nữ tuyệt đẹp trước mắt, Chu Dương khinh thường cười nói, thử thách của cửa ải này chỉ như vậy thôi sao? Nếu chỉ như vậy, tôi đề nghị cô mau thả cho tôi đi qua, sức hấp dẫn của cô đối với tôi căn bản không có chút giá trị nào. Chu Dương lạnh lùng lên tiếng, vang vọng khắp đại sảnh trống trải, khí thế tràn đầy. Anh tuyệt đối tự tin người phụ nữ này căn bản không thể khiến anh động lòng. Vì vậy anh mới khuyên người phụ nữ này đừng lãng phí thời gian. Và, sau khi người phụ nữ nghe Chu Dương nói vậy, trong ánh mắt hiện lên sự sợ hãi và không thể tin nổi, sau đó nói ra bằng giọng nói vô cùng tủi thân, nhưng tôi cũng không muốn làm gì cả. Tôi chưa bao giờ nghĩ muốn hại anh, nếu anh muốn rời khỏi đây thì cứ giết tôi đi. Chương 998, ơn nghĩa của người đẹp. Người phụ nữ tỏ vẻ đáng thương nói với Chu Dương, thực ra, tôi hoàn toàn không có bất kỳ sức chiến đấu nào cả. Nhiệm vụ của tôi chính là ở nơi này hút chút chân khí của anh, nếu như anh thật sự có thể giao chân khí của anh cho tôi, vậy thì anh đương nhiên có thể vượt qua cửa ải này. Nếu không, cách duy nhất để anh có thể sang cửa ải tiếp theo chính là giết tôi. Người phụ nữ có vẻ rất thành thật, nói ra toàn bộ mục đích của mình cho anh. Nghe đến câu này, Chu Dương rơi vào trầm mặc. Trong lòng anh đang cân nhắc, sơ bộ cũng đã hiểu hút chân khí mà người phụ nữ này nói là ý gì. Có lẽ là làm chuyện đó, rồi người phụ nữ này sẽ có thể hút ra một lượng chân khí nhất định trong cơ thể của anh. Mức độ nguy hiểm của cửa ải lần này như thế nào, Chu Dương cũng đã có thể tưởng tượng ra được. Người phụ nữ này rất có khả năng sẽ cướp hết toàn bộ chân khí mà anh có. Sau khi cơ thể anh trống rỗng cũng là lúc hoàn toàn mất đi sinh mạng, ô không. Nói cách khác nếu như bạn đồng ý với người phụ nữ này, về cơ bản đồng nghĩa với việc bạn chắc chắn phải chết. Nhưng nếu như không đồng ý, người phụ nữ này có vẻ quá đáng thương. Cô ta dường như cũng không làm sai điều gì, chỉ yên lặng ngồi ở nơi đó. Bạn có thể rời khỏi căn phòng bí mật này hay không thực tế phải xem thực lực của bạn, không liên quan gì đến người phụ nữ kia. Tuy nhiên bạn lại vì vọng cá nhân, mục đích muốn rời khỏi nơi này của mình mà ra tay với cô gái không hề làm gì sai trái này. Đây là một chuyện rất tàn nhẫn, lương tâm của Chu Dương không cho phép anh làm như vậy. Lấy một ví dụ đơn giản, Chu Dương muốn qua một con sông nhưng con sông này bây giờ không có bất cứ cây cầu nào. Nếu như muốn đi qua con sông này Chu Dương nhất định phải bắt một người vô tội ở bên cạnh, dùng cơ thể của anh ta làm thành cây cầu cho mình qua sông. Nhưng thực tế việc bản thân có thể qua được sông hay không, không hề liên quan đến người vô tội kia. Sở dĩ làm như vậy chỉ là vì ham muốn ích kỷ của bản thân mà làm tổn hại đến lợi ích của người khác. Giống y hệt với tình cảnh của anh lúc này. Chu Dương cũng đã hiểu cuộc thử thách này rốt cuộc là gì. Không hổ là thử thách dành cho hoàng đế võ giả. Nếu như người đến đây là một tông sư võ giả thông minh, khi anh ta hiểu ra quy tắc ở nơi này,
sau khi phát hiện người phụ nữ kia không thể đụng vào chắc chắn sẽ lập tức lựa chọn giết chết cô ta, không chút do dự rời khỏi căn phòng này. Bởi vì đơn giản tính nguyên tắc của một số tông sư võ giả không mạnh mẽ lắm. Nhưng đối với hoàng đế võ giả, chỉ cần trở thành hoàng đế võ giả cũng đồng nghĩa với việc tính nguyên tắc của anh phải vô cùng mạnh mẽ. Sự kiêu ngạo của hoàng đế võ giả không cho bản thân làm chuyện này. Vì sự nhu nhược của bản thân mà lại đi giết chết một cô gái vô tội. Chấm. Chu Dương yên lặng nhìn người phụ nữ kia, nhưng làm thế nào cũng không ra tay được. Suy cho cùng cô gái ấy thực sự không có tội tình gì. Bản thân anh không thể rời khỏi căn phòng này là do năng lực anh kém cỏi. Nếu như giết người phụ nữ này đồng nghĩa với việc anh thừa nhận bản thân mình vô dụng, hơn nữa còn phó mặc sự vô dụng của bản thân mà đi đổ trách nhiệm lên người cô gái ấy, điểm này bản thân Chu Dương không thể chấp nhận được. Quan nhân, anh suy nghĩ xong chưa? Muốn giết tôi chưa? Người phụ nữ lại bắt đầu hỏi. Chu Dương trầm lặng thở dài một hơi, sau đó quay người đi tới bên cạnh, tránh xa tôi ra chút, từ giờ trở đi đừng nói chuyện với tôi. Tôi sẽ tự mình nghĩ cách rời khỏi căn phòng rách nát này, nhưng cô tuy, tuyệt đối đừng để tôi tìm được lý do giết cô. Giọng nói lãnh đạm của Chu Dương vang lên. Anh quyết định tạm thời không chạm vào người phụ nữ này, hơn nữa nhất định phải để cô ta tránh xa mình. Nếu không anh sợ bản thân không khống chế được, sợ rằng anh sẽ cố ý mượn cớ nào đó để làm khó cô ta, đến khi cô ta chọc giận anh một chút, anh sẽ ra tay giết chết cô ta. Chấm. Nhưng nguyên nhân mà anh thực sự giết cô ta không phải vì cô ta đã chọc giận anh, mà là bởi vì sự hèn nhát của bản thân. Anh cho rằng bản thân không thể rời khỏi căn phòng này vì vậy mới ra tay với cô ta. Chấm chấm. Chu Dương tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Vì thế anh đi thẳng đến mép căn phòng, đến chỗ cửa đá đồng thời nhắc nhở người phụ nữ kia phải tránh xa anh ra. Nhìn cánh cửa đá trước mặt, Chu Dương ngưng tụ chân khí lại sau đó đánh mạnh lên chê y đó. Chấm chấm. Bản thân là hoàng đế võ giả, sức lực của anh có thể dễ dàng phá vỡ tảng đá to. Vốn dĩ một người vừa mới bước vào tông sư võ giả, trong cơ thể đã có một sức mạnh ngang với một con trâu. Còn những tay lão luyện đã đắm chìm trong cảnh giới của tông sư võ giả mấy chục năm, thậm chí đã gần đạt đến hoàng đế võ giả, trong cơ thể có sức mạnh gấp 3 lần. Nói cách khác, một tông sư võ giả có sức mạnh cực lớn, một cú đấm ngang với trọng lượng của 3 con trâu cộng lại. Vô cùng khủng bố. Nếu như so sánh, sức mạnh của một hoàng đế võ giả có lẽ nhiều hơn 3 con voi cộng lại. Chấm. Trọng lượng của 3 con voi hoàn toàn không thể so sánh được với tông sư võ giả. Đồng thời nếu như một hoàng đế võ giả dùng toàn bộ sức mạnh của mình hội tụ trong một cú đấm, sức mạnh của người này có thể dễ dàng phá vỡ cả tảng đá. Vì vậy Chu Dương mới thử cách này, hơn nữa anh cũng có đủ tự tin bản thân có thể phá vỡ cửa đá trước mặt. Chấm. Cú đấm này của anh có thể hội tụ trọng lượng hàng chục tấn. Chẳng lẽ ngay cả một cửa đá cũng đánh không vỡ được sao? Đúng vậy, đánh không vỡ được. Sau khi Chu Dương đấm mạnh vào, lực truyền tới từ cửa đá đánh bật anh ra ngoài. Không ngờ cửa đá này có thể phản lực. Chấm. Dường như vừa nãy Chu Dương đã dùng bao nhiêu sức lực, kết quả bấy nhiêu sức lực lại phản ngược lại chê y người anh. Mà sức mạnh của anh lại không thể tạo ra bất cứ tổn hại nào cho cửa đá này. Chấm. Chịu một đòn toàn lực của mình, Chu Dương bất ngờ bay ra sau đó phun ra một ngụm máu. Vừa rồi anh hoàn toàn không có chút chuẩn bị nào vì thế đã bị một đòn đánh nặng nhất của mình đánh trúng. Vẫn may trong căn phòng này không có mối đe dọa nào khác, vì thế thứ anh có là thời gian để dần dần hồi phục vết thương. Sắc mặt của Chu Dương trở nên nghiêm túc, anh ngồi xếp bằng, từ từ vẫn chuyển chân khí lên. Lúc này người phụ nữ đang ngồi ở phía sau bức rèm lại nói, quan nhân, anh không thể rời khỏi nơi này nếu chỉ dùng vũ lực, như vậy chỉ càng khiến anh thêm bị thương mà thôi. Muốn rời khỏi nơi này chỉ có 2 cách, cách 1 là để tôi hút ra một phần chân khí của anh, cách 2 là giết chết tôi. Chu Dương hừ một tiếng, tôi đã nói rồi, đừng nói chuyện với tôi, đừng để tôi tìm được lý do giết cô, nghe không hiểu sao. Muốn hút một phần chân khí của tôi ư? Cô chắc là một phần chứ, thực sự không phải là sẽ hút hết sao. Tôi sẽ không bị mắc lừa đâu. Chương 999, Luật Nhân Quả.
Có một câu nói từ xa xưa thế này, đạo lý chê y đời rất đơn giản, dù thế nào cũng sẽ quay trở về trạng thái ban đầu. Thực ra cửa ải thứ hai của thử thách thiên về ý nghĩa này. Cửa ải thứ hai có thể nói là thử thách đơn giản nhất, bởi vì anh thật sự không có bất kỳ khó khăn nào, cho dù một người bình thường tới đây cũng sẽ dễ dàng vượt qua, chỉ cần giết chết người phụ nữ kia là được. Nhưng đối với người có sức mạnh thật sự thì đây lại là một cửa ải vô cùng khó khăn. Anh ta đặt điều kiện thắng lợi trước mặt bạn, nhưng bạn lại không thể chạm vào, nếu như chạm vào sẽ vi phạm đạo đức của bản thân. Giữ vững đạo đức của bản thân hay là đi đường tắt để qua cửa, đây quả thực là một vấn đề nan giải. Nhưng Chu Dương không hề nghi ngờ. Không chỉ bởi vì vi phạm đạo đức sẽ ảnh hưởng đến tu hành sau này của mình, càng quan trọng hơn là Chu Dương hiểu rõ nếu bản thân đến cửa này cũng không qua được, phản bội lại nguyên tắc giới hạn để vượt qua, vậy thì cửa tiếp theo sẽ không có khả năng vượt qua được nữa. Vì vậy anh hoàn toàn không để tâm đến lời nói của người phụ nữ này. Đừng thử thu hút sự chú ý của tôi, chuyện như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa, Chu Dương nói, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ dùng sức mạnh của bản thân để rời khỏi căn phòng này. Thật là một quan nhân tuyệt tình. Nghe Chu Dương nói vậy, người phụ nữ lại ngồi xuống, dường như cảm thấy thất vọng. Quan nhân, tại sao anh lại nghĩ rằng tôi muốn hãm hại anh? Thật sự tôi rất muốn giúp đỡ anh hoàn toàn không biết rằng mỗi sinh mạng của chúng ta được tạo ra có một ý nghĩa và tư tưởng riêng của mình, đồng thời cũng được trao cho một sứ mệnh tương ứng. Chúng tôi không phải là con người nhưng cũng không khác biệt gì so với con người các anh, chỉ là chúng tôi bắt buộc phải sống trong quy tắc giới hạn mà thôi. Ở cửa ải thứ nhất, có lẽ anh cũng đã cảm nhận được, trận pháp đã phục chế ra một người giống như anh, nhưng người kia thực ra lại không sẵn lòng chiến đấu cùng anh, có điều anh cũng không có lựa chọn nào khác. Pi. Vẻ mặt của Chu Dương trở nên nghiêm túc, nghĩ tới cảnh tượng Chu Dương giả đập đầu vào tường tự tử. Lẽ nào tên đó thực sự không muốn chiến đấu cùng anh? Chỉ bởi vì hắn được tạo ra nên nhất định phải thay thế anh, vì vậy mới đánh nhau với anh. Thực ra tôi cũng thế, nếu như anh đã không muốn để tôi hấp thụ chân khí, vậy thì đến giết tôi đi. Gạch chéo gạch chéo gạch chéo gạch chéo. Người phụ nữ nhẹ nhàng nói, cho dù anh có thể dùng sức mạnh rời khỏi căn phòng này, tôi cũng sẽ bị trận pháp tự động giết chết. Nói cách khác, chỉ cần anh không cho tôi hút chân khí của anh, tôi nhất định sẽ tan biến thành mây khói, nếu đã như vậy chi bằng để sinh mạng của tôi phát huy chút giá trị cuối cùng, trở thành bước đệm cho anh bước đến cánh cửa thứ ba. Người phụ nữ đáng thương chân thành nhìn Chu Dương. Gạch chéo gạch chéo gạch chéo. Thậm chí khiến Chu Dương cảm thấy hoài nghi. Người phụ nữ này nghiêm túc thật sao? Nhưng cho dù là nghiêm túc, Chu Dương cũng không thể xuống tay được. Ngược lại người phụ nữ này đối xử với Chu Dương quá tốt khiến anh này sinh tâm lý muốn báo đáp lòng tốt. Có ơn phải trả, đây cũng là nguyên tắc của Chu Dương. Người phụ nữ này không hề có ác ý nào với anh, thậm chí còn giúp anh thoát khỏi rắc rối ở cửa ải này mà sẵn sàng hy sinh tính mạng. Điều này khiến Chu Dương này sinh ra một ý nghĩ, anh sẽ để người phụ nữ này sống sót bằng mọi giá. Nhưng ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu liền bị anh gạt bỏ. Đây là trận pháp của thử thách, người phụ nữ trước mặt anh kia nói thẳng ra vốn không phải là một người sống sờ sờ. Mặc dù lời cô ta nói quả thực vô cùng mê hoặc lòng người nhưng cô ta không phải con người. Rất có thể cô ta nói ra những lời này đều là do bị hệ thống khống chế. Chu Dương có thể không làm hại cô ta nhưng tuyệt đối không thể tiếp nhận sự giúp đỡ của cô ta. Bởi vì một khi tiếp nhận sự giúp đỡ anh nhất định phải báo đáp, đây là quan hệ nhân quả. Chu Dương dần dần hiểu ra, muốn vượt qua cửa ải này nhất định phải tránh luật nhân quả. Anh cười khẩy, rồi đứng lên nói với người phụ nữ kia, đừng thử mê hoặc tôi sẽ không tiếp nhận bất cứ sự giúp đỡ nào của cô và tôi cũng sẽ không làm hại cô. Tôi biết rất rõ trận pháp này là một thử thách, chỉ là một vòng tròn thử thách với tôi mà thôi. Cô nhìn thì có vẻ có ý tốt nhưng thực tế muốn phá hỏng đạo lý của tôi tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Cửa này tôi sẽ dựa vào thực lực của bản thân để công phá. Sau khi nói xong Chu Dương dùng chân khí bịt chặt tai mình lại, lúc này anh không nghe thấy giọng nói của người phụ nữ kia nữa. Anh chuyên tâm vào việc phá hỏng cửa đá. Sau khi chân khí trong cơ thể hồi phục, Chu Dương lại một lần nữa đến trước cửa đá. Cùng một cú đấm như trước,
anh bị thương lui về phía sau nhưng cửa đá vẫn không có bất kỳ dao động. Sau khi thử hơn chục lần, Chu Dương đã hơi mất kiên nhẫn. Thậm chí cảm thấy hoài nghi, lẽ nào cửa đá này thực sự không thể mở ra được bằng sức lực. Cách mở cửa duy nhất thực sự nằm trên y người của người phụ nữ kia. Phải giết cô ta hoặc phải để cô ta hút chân khí của mình sao? Để cô ta hút chân khí của mình, Chu Dương cảm thấy không đáng tin cậy, chắc chắn đó là một cái bẫy. Nếu không đâu ra chuyện tốt như thế, có thể vui vẻ, mây mưa, một khoảng thời gian với người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại còn có thể thuận lợi thông qua thử thách. Còn về việc giết người phụ nữ này, đây chẳng phải lại quay về điểm mâu thuẫn ban đầu rồi sao? Anh không thể vì đột phá cửa này mà giết đi một người phụ nữ vô tội. Cho dù người phụ nữ này không được xem như con người thực sự. Nhưng Chu Dương tuyệt đối không thể vì lợi ích của bản thân mà làm tổn hại đến sinh mệnh không liên quan. Nếu như làm như vậy đạo đức của anh bị phá hỏng, thực lực sau này không thể nâng cao thậm chí còn có thể xảy ra sự phát triển lùi. Vậy thì cửa sau chắc chắn phải chết. Dường như rơi vào ngõ cụt, Chu Dương do dự, nghiến răng rồi tiếp tục đứng dậy siết chặt nắm đấm đi đến trước cửa đá. Cho dù phải cửa cả tính mạng anh cũng buộc phải qua cửa ải này. Cú đấm tiếp theo anh đã dùng cả cơ thể hoàng đế của mình làm cái giá, đánh đổi cả tuổi thọ. Có thể vượt qua đương nhiên là tốt nhất, giả sử như không vượt qua được vậy thì anh sẽ phó mặc ở nơi này. Không còn lựa chọn. Ánh mắt của Chu Dương lóe lên sự kiên định, đôi mắt đỏ như máu, anh từ từ tung ra nắm đấm. Lúc này khí huyết trong người anh đã sôi trào, uy lực mạnh mẽ tập trung hết vào nắm đấm. Nếu như không phá được cửa đá vậy thì phản lực cũng đủ khiến Chu Dương chết ngay tại chỗ. Nhưng đối mặt với tình hình này anh không nghĩ quá nhiều, mà đấm thẳng vào phía cửa. Một tiếng động lớn vang lên, trước mặt Chu Dương tối sầm lại, cơ thể bay ra ngoài, chương 1000, vậy phải làm thế nào? Trước mắt Chu Dương là màu đen u tối, đầu óc anh dường như cũng mất đi khả năng suy nghĩ. Mình chết rồi sao? Chắc là vậy rồi. Cú đấm vừa nãy dù có thành công đánh vỡ cánh cửa đá thì anh cũng sẽ bị thương nặng. Bởi vì cú đấm đó, anh phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Mà tình hình trước mắt, anh thậm chí không những không thành công mà có lẽ cú đấm vừa rồi đã bị cửa đá dội ngược lại. Trong tình huống này không khó để tưởng tượng với năng lực anh thực hiện cú đấm như vừa rồi thì hoàn toàn không thể sống sót. Chu Dương không ngờ mình lại chết kiểu này. Lúc này, có lẽ Hứa Gia đang rất vui. Xem ra bản thân anh vẫn quá kiêu ngạo, tự đại. Chu Dương cười gượng lắc đầu, thôi vậy bản thân đã lựa chọn thì cũng không có gì phải hối hận, chết thì chết thôi. Hình như không đau đớn lắm như trong tưởng tượng. Vừa nghĩ đến đây, cơ thể anh bỗng đập mạnh vào tường đá phía sau, sau lưng truyền đến một trận đau nhói, Chu Dương không khỏi hét lên một tiếng. Đau lắm đó! Chuyện gì thế này? Không phải mình đã chết rồi sao? Đau đớn này là sao đây? Người chết cũng thấy đau ư? Anh nén uất ức mở mắt ra, vừa mở mắt thì một bóng người lao vào người anh. Chu Dương suýt bị ngạt thở. Ôi nhiệt tình thế! Nhưng cũng may cái thứ đập vào người anh không quá nặng, hơn nữa còn rất mềm mại mới khiến Chu Dương miễn cưỡng có thể chống đỡ được, không làm cho thương tích của mình nặng thêm. Lúc này anh mới phản ứng lại, thứ đập vào người anh chính là người phụ nữ lúc trước. Cơ thể người phụ nữ bê bết máu trông vô cùng yếu ớt, vốn dĩ cô ta đã rất yếu rồi, có cảm giác dường như có thể chết bất cứ lúc nào. Hoặc là người phụ nữ này có thể đã chết, nhưng vì cô ta rất xinh nên mới làm người ta cảm thấy dường như có thể mở mắt bất kỳ lúc nào. Chấm. Chu Dương chớp mắt, chuyện gì thế này? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Không lâu sau, anh mới phản ứng lại. Chu Dương đã dùng chân khí bịt chặt tai mình lại. Nên anh không thể nghe thấy bất kỳ điều này mà người phụ nữ này nói. Anh quá tập trung vào chuyện phá vỡ cửa đá, ngay lúc anh phát huy cú đấm cuối cùng, cửa đá dội ngược sức mạnh của anh trở lại. Trong tình huống bình thường, Chu Dương hẳn sẽ chết. Nhưng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, người phụ nữ đã đứng chắn trước mặt và cứu anh một mạng. Cái giá phải trả là cô ta đã chết. Chu Dương lẳng lặng ngồi trên y đất, vẻ mặt không có xúc cảm gì. Anh chỉ cảm thấy rất hoang đường. Anh thế mà lại được người phụ nữ này cứu. Hơn nữa theo lý mà nói, người phụ nữ này hẳn là kẻ thù của anh mới đúng.
Bây giờ người phụ nữ cứu anh một mạng, còn cô ta lại chết. Giờ đây dù Chu Dương muốn trả ơn cũng không tìm được người để báo đáp. Mặc dù cô không để lại tâm nguyện gì, Chu Dương chậm rãi đứng dậy, miệng lẩm bẩm, nhưng theo tôi thấy, nguyên nhân xảy ra tất cả mọi chuyện đều là vì trận pháp này. Sau khi tôi ra ngoài, tôi sẽ phá hủy hết trận pháp này để báo thù cho cô. Dù có như thế nào, cô đã hy sinh vì tôi, vậy tôi nhất định sẽ không phụ ơn cứu mạng của cô. Chu Dương tự nhủ nói, cuối cùng liếc nhìn người phụ nữ một cái đang định rời đi. Người phụ nữ đã chết thì cánh cửa đá hẳn nên được mở ra mới đúng. Quan nhân, tôi vẫn chưa chết mà anh nói báo thù cái gì. Ngay lúc Chu Dương muốn rời khỏi căn phòng này, phía sau bỗng vang lên giọng nói yếu ớt của người phụ nữ. Chu Dương khẽ khựng lại, sau đó chậm rãi quay người nhìn người phụ nữ. Quả thật người phụ nữ chưa chết nhưng trông rất yếu, sắc mặt trắng bệch, nửa người nằm chê y mặt đất ho sặc sụa. Mỗi tiếng ho đều phun ra một ngụm máu đỏ tươi chói mắt. Không khỏi khiến người ta cảm thấy đáng thương. Chu Dương khẽ nhíu mày, cô không sao chứ? Cô ta thay mình chắn một cú đánh mạnh như vậy mà lại không chết ư? Quan nhân, mặc dù tôi không có sức chiến đấu gì, nhưng vì tôi là sản phẩm của trận pháp này nên ở mức độ rất lớn có thể dung hợp với năng lượng trong trận pháp, sức mạnh trong trận pháp không thể giết chết tôi. Người phụ nữ thấp giọng giải thích, ngược lại cũng có lý. Chu Dương lẳng lặng nhìn người phụ nữ, ánh mắt suy tư. Vốn dĩ anh không muốn dính đến luật nhân quả, chỉ cần không tiếp xúc với người phụ nữ này thì bất kể anh có thể vượt qua cửa này hay không, anh chắc chắn cũng có thể đảm bảo được tư tưởng của anh không thay đổi. Nhưng hiện giờ đã khác. Dù anh có không muốn tin vào nhân quả hay không thì người phụ nữ này cũng đã cứu mạng anh. Nếu không báo đáp, vậy có lẽ đời này anh sẽ sống trong tủi hơn. Chu Dương nhíu mày, cô muốn hấp thụ chân khí của tôi à? Quan nhân hà tất gì phải nói như vậy? Thật ra chỉ cần có thể giết chết tôi thì anh có thể qua được cửa ải này dễ dàng, đôi mắt người phụ nữ đầy vẻ u buồn. Đô la! Không cần nói với tôi chuyện này, bây giờ tôi đã bị tiêm nhiễm đạo lý nhân quả của cô, dù cô muốn lấy mạng tôi cũng sẽ không phản đối. Cô có yêu cầu gì cứ nói thẳng đi. Chu Dương bình thản nói. Trong mắt cô ta lộ rõ sự phức tạp. Cuối cùng sự phức tạp lại biến thành sự quyến rũ. Nếu quan nhân đồng ý chia cho tôi một phần chân khí thì tất nhiên tôi sẽ vô cùng cảm kích yêu ta siết anh. Chẳng phải như vậy anh cũng có thể thuận lợi qua được cửa này và tôi cũng có thể sống tiếp sao? Việc đã đến nước này, cô ta không cần phải che giấu nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, cô ta đã cứu mạng Chu Dương. Đối với hoàng đế võ giả có nguyên tắc như Chu Dương, chỉ cần cô cứu mạng tôi thì tôi sẽ bán mạng cho cô một lần. Sau khi tôi bán mạng cho cô xong, chúng ta không ai nợ ai, tôi cũng có thể giết chết cô. Nhưng trước lúc tôi chưa trả ơn xong thì cô mãi sẽ là người có ơn cứu mạng của tôi, thậm chí mạng sống của cô còn quan trọng hơn mạng sống của tôi nữa. Người phụ nữ này hiển nhiên hiểu rất rõ logic tư duy của hoàng đế võ giả. Thế nên bây giờ cô ta hoàn toàn không cần tỏ vẻ đáng thương, cô ta chỉ cần quang minh chính đại đưa ra yêu cầu của mình. Dù yêu cầu này có đe dọa đến tính mạng của Chu Dương thì anh cũng sẽ không thể nào phản đối được. Quả nhiên Chu Dương trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi gật đập email protected. Sau đó anh lại hỏi, đúng rồi, cô hấp thụ chân khí bằng cách nào? Người phụ nữ che miệng khẽ cười, tất nhiên là như anh nghĩ đấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 57.